1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. xin chào tất cả các em và chào mừng các em đến với khóa tổng ôn luyện đề năm 2021 của thầy phạm thắng và tôi yêu học ngày hôm nay theo mong muốn của rất nhiều bạn học sinh của thầy ở trong khóa tổng ôn luyện đề của thầy các bạn inbox cho thầy ngày hôm nay là đỏ chót điện thoại của thầy luôn ngày hôm nay thầy phải hướng dẫn thí nghiệm cả ngày nhưng mà thầy không để ý lúc chiều thì xem điện thoại thấy có quá nhiều bạn là inbox cho thầy và À, nhắn tin cho thầy là mong muốn là thầy chữa cho các bạn cái đề của sở dục đào tạo Phú Thọ các bạn thi sáng nay đúng không ạ. Thì ngày hôm nay đáp ứng uh, nhu cầu của các em thôi, đây là các thành viên ở trong nhóm tổng ôn luyện đề của thầy. Do đó mà cái buổi livestream ngày hôm nay uh, để đáp ứng cho các bạn nhé Thầy sẽ đáp ứng cho các em cũng là một trong những cái chương trình nằm trong cái khóa tổng ôn luyện đề của thầy thôi. Và sau này các bạn sẽ thấy là thầy sẽ thường xuyên livestream cho các em những cái đề hot những cái đề mà thầy cảm thấy mà các bạn muốn thầy livestream thì thầy sẽ livestream trong nhóm tổng huấn luyện đề cho các em nhé thầy cảm ơn bạn bùi thế anh và bạn bùi quang minh quang đã gửi cho thầy cái đề này nhé ok các bạn đã sẵn sàng chưa các em chia sẻ livestream này cho thầy và kiểm tra cho thầy âm thanh hình ảnh xem như nào nhé và từ cái hôm mà thầy livestream cái chuỗi 7 ngày thử thách luyện đề cho các em đúng không? Thì ngày hôm nay là thầy mới xuất hiện ở trên page bởi vì thầy dành thì nhiều thời gian tập trung vào cái khóa tổng ôn luyện đề livestream cho các bạn ý nhá. Thì uh, sắp tới là sang tuần sau vào khoảng 22 tháng 3 thì thầy sẽ bắt đầu là giờ là mở cái khóa free là dậy sáng 5 giờ sáng, 5 giờ 30 sáng học uh, hóa, học lý thuyết hóa cùng thầy Phạm Thắng thì những bạn nào muốn học thì các bạn có thể uh, comment cho thầy thầy biết để thầy add cho các bạn vào group để thầy đăng đề cho các em rồi các thứ vân vân Được chưa nào? Đồng ý không ạ? Các bạn kiểm tra cho thầy xem âm thanh hình ảnh ok không? Sau đó thì thầy và các bạn chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé Rồi chúng ta chào nhau vài câu rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi mấy đứa ơi Không muộn mất rồi nhờ Được chưa ạ? Nhanh khẩn trương nào Ừ, rồi, ok. Thầy chào các bạn. Các bạn chia sẻ livestream và cho thầy đi. Sau đó thầy sẽ chữa full cho các bạn nếu mà các bạn muốn nhé. À, còn không thì chúng ta sẽ chữa nhanh thôi, được chưa? Đồng ý không? À, những bạn nào muốn thì thầy sẽ chữa full cho các em cái đề này. Và à, cái kiểu chữa sau khi mà các bạn thi xong, thi thử xong ở trường mà các bạn muốn chữa luôn thì à, những cái đó đều nằm trong cái kế hoạch của thầy ở trong khóa tổng hôn luyện đề của thầy cả. Và yên tâm là từ giờ đến lúc thi thầy chữa cho các bạn có thể năm sáu chục cái đề như này cũng được sau đó mà các bạn muốn đăng ký khóa tổng ôn luyện đề của thầy thì các bạn hoàn toàn có thể inbox cho thầy ngay bây giờ hoặc các bạn có thể là inbox cho thầy sau livestream nhé được chưa chúng ta sẽ cùng sẵn sàng nhá các bạn sẵn sàng chưa chia sẻ livestream cho thầy đi sau đó chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào ừ, bạn nào có sao thì nhớ tặng sao cho thầy vọng thắng nhá <laughs> thầy đã dành cái sao đó để uh, uh, sau khi kết thúc học thì thầy có thể tổ chức các cái buổi từ thiện uh, mua sách để tặng cho các trẻ em ở vùng cao hoặc là những bạn nào mà uh, không có điều kiện những em khóa sau của các bạn nhé rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi mấy đứa ơi Thầy dành ra khoảng 2 phút nữa để cho các bạn vào đi đông đông một chút Sau đó thì thầy và các bạn sẽ cùng bắt đầu Nhớ cho thầy là uh, sang tuần sau nhé Vào 22 tháng 3 Nhớ thầy phải ấn định cái giờ không nhiều bạn là Mấy hôm nay các bạn cứ inbox cho thầy âm um cả lên Đúng không ạ? Chứng tỏ là các bạn rất chăm chỉ Đấy là cái tín hiệu mà thầy thấy rất là đáng mừng nhá, Rất nhiều bạn luôn ở Trong đó phải đến 90% là thành viên trong khóa tổ ôn luyện đề của thầy Ngoài ra là các cái bạn ở ngoài page tôi yếu học các bạn mong muốn thầy là, là buổi sáng sẽ dạy để đồng hành với các bạn thầy sẽ tổ chức cái chương trình là học lý thuyết à, dạy sớm để thành công ấy vào buổi sáng cho các em mà thầy thấy cái chương trình cực kỳ hay luôn thực sự thế bởi vì sao kể cả, cả như bây giờ em có mất gốc hay mất căn bản chăng nữa nhưng mà em hoặc là em chuẩn khối chẳng hạn nhưng em có một cái sự quyết tâm ấy thì buổi sáng nào em dạy em học cùng thầy thầy sẽ đưa em vào group thì em muốn em comment đây để thầy biết và em chia sẻ livestream giúp thầy nhá thì thầy sẽ để ý và thấy quen mặt em thì thầy sẽ tạo điều kiện cho em hơn đúng không thế cho em vào group và thầy sẽ có thông báo cho em hàng ngày luôn đấy và như thế thì làm gì ạ em sẽ có một người như kiểu là đồng hành cùng em nhắc cho em mà hàng ngày em phải học đấy, em không muốn học em cũng phải học và tự nhiên kiến thức sẽ vào đầu em thôi đúng không nhá nhớ như thế rất quan trọng đấy không phải đùa đâu nếu mà em biết được thầy mà tổ chức ra chương trình đấy cho em thì đó có thể coi là một cái sự may mắn của bạn đấy thực sự như thế bởi vì sao bởi vì khi thầy tổ chức như thế thì thầy sẽ mất đi một cái quỹ thời gian của mình đúng không ạ buổi sáng thầy phải dạy livestream cho em tổ chức ra và thầy phải soạn phải soạn đề cho em hàng ngày ngày nào cũng thế thế thì thầy sẽ tương đối với vất đấy nhưng mà thầy sẽ cố gắng bởi vì thầy đúng không bộ đội mà đúng không người lính đã hứa là phải làm các em yên tâm như thế nhá cái sau đó mà các bạn chia sẻ livestream cho thầy một thứ hai là điểm danh ở đây để thầy nhìn mặt cho các bạn còn bạn nào có sao thì tặng thầy thắng tí nhá yeah. cái sao đó là sao coi như là một cái làm từ thiện của chính các em thôi Nhớ chưa nào? Bây giờ thầy và các bạn chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé Và trước khi bắt đầu thì các bạn nhớ cho thầy là gì? Các bạn nhớ giúp thầy là các bạn muốn đồng hành cùng thầy từ giờ đến khi mà các bạn thi ấy Thì các bạn có thể follow kênh Facebook cá nhân của thầy ở đây Đấy, Được chưa ạ? Các bạn có thể cầy follow cho thầy hoặc các bạn có thể cầy view cho thầy qua những cái bản tình ca đi cùng 5 tháng ở đây nhé Đồng ý không? <laughs> rồi và kể cả, cả kênh youtube của thầy ở đây ấy, thì các bạn thấy là hàng ngày thầy sẽ lên lịch các cái câu hỏi lý thuyết mà những cái câu đấy thì thầy thấy thầy học sinh rất hay sai do đó thầy đưa lên trên cái phần tab cộng đồng của kênh youtube của thầy em hãy coi nó như một cái phần mềm nhắc nhắc học cho em vào mỗi ngày ấy thì em ấn follow kênh kênh youtube của thầy và ấn nhấn chuông vào thì em sẽ nhận được thông báo không có bỏ qua một thông báo nào hết yên tâm như thế và khi mà em click vào thì em sẽ làm sao em sẽ ôn tập các cái câu lý thuyết những câu lý thuyết mà thầy thấy các bạn rất hay sai thì em ôn tập đây thì tự nhiên kiến thức em sẽ không bao giờ quên được đấy là một cái cách học đấy là một phương pháp học thông minh mà thầy muốn giới thiệu cho em nhớ chưa mấy đứa nhớ chưa nào rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha mấy đứa ơi sẵn sàng chưa các bạn sẵn sàng chưa các em hãy thử thách cùng thầy nhá à, nếu các bạn muốn thì thầy sẽ thường xuyên livestream cho các em tuy nhiên là ngoài page thì sẽ hạn chế thôi bởi vì thầy sẽ dành thời gian toàn tâm toàn ý cho tất cả các cái thành viên đã tham gia vào gia đình của thầy đó là khóa tổng ôn luyện đề năm 2021 và nếu em muốn tham gia thì em có thể inbox cho thầy ngay bây giờ được chưa thầy sẽ có những ưu đãi nhất định cho bạn chắc chắn là như thế còn nếu không thì có thể sang tháng sau thầy sẽ điều chỉnh cái mức giá học phí đi rồi và thầy sẽ không tuyển sinh thêm nữa thầy sẽ chốt lịch và không tuyển sinh nữa chỉ tuyển cho những cái những bạn nào mà đồng hành cùng với thầy từ tháng 2 tháng 3 thôi ví dụ như thế thì các em sẽ thiệt thòi đến lúc các bạn bảo ôi thầy ơi thầy livestream em hiểu bài lắm nhưng mà lúc đấy thì thầy sẽ không tuyển sinh nữa thì cũng là thực sự là đáng tiếc nhá Rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu với mấy đứa nhá nào, các bạn comment đáp án cho thầy nào. Với cái đề ngày hôm nay thì trước khi mà chữa thì thầy nhận định một chút là thầy thấy cái đề này ấy, thì các bạn nếu mà tham gia với thầy trong khóa tổng huấn luyện đề từ đầu ấy hoặc là, là nhóm livestream vip thì các bạn biết là cái đề này là có rất nhiều câu là thầy đã chữa cho các bạn rồi. Chúng ta đã gặp rất nhiều câu và kể cả kiểu câu thì chúng ta đã được thầy giới thiệu rồi. đúng không ạ? nào các bạn phú thọ đâu rồi? nhé và với cái đề này thì thầy nghĩ để được 10 tương đối là mệt phết ấy có nghĩa là bởi vì thầy thấy là cái phần lý thuyết ấy thì một số câu lý thuyết đếm thì cho ra hơi nhiều đúng không mà cái đề này nó thiết kế là theo kiểu là không sắp xếp theo các cái bãi đề không sắp xếp theo kiểu blog là từ uh, câu uh, từ mức độ từ đơn giản đến phức tạp tức là từ dễ khó mà ngẫu nhiên do đó mà nhiều khi ấy, em bục cái em gặp là từ những câu hai mấy em đã thấy có câu vận dụng vận dụng cao ở đó rồi do đó mà học sinh hay hay hay, hay hay uh, cuốn ở chỗ đó nhá ừ. có mấy câu uh, khó lắm có mấy câu khó lắm có câu nào khó đâu toàn các cái câu mà thầy về cơ bản là đã chữa cho các em hết rồi các cái dạng đúng không quan trọng là phải dạng dạng thầy đã giới thiệu rồi nào bây giờ sẽ cùng bắt đầu với thầy nhá các bạn uh, chia sẻ livestream cho thầy là chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào comment cho thầy đi thời gian không còn nhiều nữa đâu nhá hãy nghiêm túc vào các em nghiêm túc được bao nhiêu ngày thì sau này các em mới hạnh phúc được bấy nhiêu ngày nhớ chưa nào bây giờ comment đã bán cho thầy đi nào câu số 1 Câu số 1 đọc lên cái phải biết ngay đúng không ạ? Nào comment đáp án cho thầy. Dung dịch nào sau đây? Không, chú ý người ta hỏi không. Làm đổi màu quỳ tím, nhìn qua là phải chọn được A ngay, đúng không ạ? Ala của chúng ta, anh này thì có một nhóm gì ạ? NH2. Anh này có một nhóm gì ạ? COH, đúng không? Không đổi màu quỳ nhá. Thế còn lysine thì có hai cái gốc NH2 hai nhóm NH2 và một gốc COH. Đúng không? Metinamin thì làm quỳ chuyển màu xanh rồi, CH3NH2. Nhớ chưa? Còn axit glutamic thì glutamic là một nhóm gì NH2 và hai nhóm COH anh ấy đổi quỳ sang màu đỏ. Nhớ chưa? Nhá, như thế này quá kỹ trong một câu lý thuyết rồi. Và sau này nhớ chưa sang tuần sau cứ buổi sáng thầy sẽ làm cho các bạn khoảng 26 câu đúng chuẩn uh, uh, 25 26 câu đúng không? Trong cái đề thi tốt nghiệp chúng ta. Mỗi ngày em chỉ cần đặt mục tiêu làm được từng đấy thôi là hạnh phúc lắm rồi. Nào câu số 2. Chất nào sau đây có thể làm mềm được cả nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu nào comment cho thầy nhanh khẩn trương chất nào ạ à? tóm lại để làm mềm được nước cứng tạm thời hay vĩnh cửu tóm lại nhá về mặt hóa học ở đây người ta đưa cái chất tức là về mặt hóa học phải làm giảm nồng độ của hai ca cá trương này ca hai cộng và mg hai cộng đi cho thầy mà giảm nồng độ bằng cách là tạo ra các kết tủa và khi đó em chỉ cần quan tâm cho thầy đến cái anion tạo ra các hợp chất này ở đây oh trừ có không ạ à? không có CL trừ có không ạ? Không có OH trừ có không ạ? Không có Không thể nào mà làm mềm hết được này nhá Đây là PO43 trừ chắc chắn Bởi vì nó sẽ tạo ra hai cái kết tủa của chúng ta nhá Đồng ý không ạ? Các bạn có chọn đáp án D không ạ? Được chưa? Câu số 3 Kim loại ở sau đây có độ cứng lớn nhất Thì đó chính là Chrome Thầy sẽ không giải thích nhiều nữa Bởi vì là cái đề này nó sẽ tương đối dài Do đó những cái câu nào đơn giản quá Thì thầy sẽ cho qua luôn nhá Thầy nghĩ là tất cả các bạn trong khóa livestream VIP của thầy tổng vô luyện đề của thầy các bạn ý phần lý thuyết tương đối chắc rồi đấy rồi ok câu số 4 comment đã bán cho thầy đi em học em phải comment đã bán cho thầy thì em nhớ được chứ còn em ngồi đây em nghe thầy nói không ý, thì chữ nó chạy vào tay trái ra tay phải được chưa Thế còn em mà comment thì em sẽ nhớ được lâu nó sẽ có một cái thời gian ngưng tự động lại ở trong cái bộ não của mình này, này. nó ra ra tất nhiên nó vẫn ra thôi nhưng nó sẽ chậm hơn hình dung được chưa nhá yeah. rồi Comment đáp án cho thầy và chia sẻ livestream để cho thầy nhanh khẩn trương. Những bạn nào mà comment linh tinh thầy sẽ block luôn và sau này em sẽ thấy em em sau này em trượt đại học em sẽ cảm thấy là hối hận vì ngày xưa em đã comment bậy như thế. Nha, những bạn nào comment đây thì tất cả các bạn trong khóa tổng huấn luyện đều của thầy. Những bạn nào comment linh tinh tăng vào đó cho thầy cái là thầy sẽ block luôn. Được chưa nào? Những bạn đấy thì số phận của bạn ấy thì chỉ có thế thôi, Đen đuổi thôi. Ok. Cấu hình e của các kim loại kiềm thì có dạng gì? Kim loại kiềm chúng ta có một e ở phân lớp ngoài cùng đúng không ạ? Thì cấu hình của nó chính là gì ạ? A nhé, đáp án A được chưa? Khí hiếm ns1 nhớ chưa? Cấu hình chung của nó nhá, câu số 5. Comment đã bán cho thầy gần trương, thầy sẽ đi nhanh những câu này thôi nhá. Còn ở trong khóa tổng ôn luyện đề thầy sẽ chữa kỹ hơn cho em sau. Câu số 5, ion Fe3+ có tính oxy hóa yếu hơn ion nào sau đây thì uh, chúng ta nhớ cho thầy cái dãy điện hóa nhá, theo chiều từ trái sang phải thì uh, cái tính oxy hóa của các ion nó sẽ tăng dần. Và em thấy là ở đây chúng ta thấy là có cái cặp là gì ạ? Nếu mà em sắp xếp hết ra cho thầy thì chúng ta thấy rõ ngay có cái cặp FE3 cộng trên FE2 cộng. Đấy được chưa? Thì nó xếp sau cái cặp là AG cộng trên trên AG. Và ta thấy rõ ràng là FE3 cộng nó sẽ có tính oxy hóa yếu hơn gần nhất là thằng bạc cộng này. Đáp án chúng ta là C thôi nhá. Rồi rất tốt. Câu 6 Muối nào sau đây là muối axit với câu này ấy, thì nó cho tương đối đơn giản bởi vì là các cái chất ở đây em thấy đây là muối này thì không tính rồi muối hữu cơ của chúng ta là không phải muối axit anh này không có hydro không phải muối axit rồi thì hai anh này thì anh này không phải muối axit rồi muối axit của chúng ta chính là anh na 3 ba thôi nhớ chưa hco 3 trừ này có tính gì lưỡng tính nhớ nhá thì anh này hydro ở gốc axit nó vẫn có khả năng cho h cộng phân ly ra h cộng thì anh này có tính axit thôi nhá thì câu này là kiến thức lớp 11 rồi câu số 7 câu số 7 người ta cho em là phản ứng điều chế kim loại ở sau đây không thuộc uh, phương pháp nhiệt luyện em chú ý cho thầy không thuộc nhé đọc kỹ vào phương pháp nhiệt luyện là gì đấy em phải hiểu để làm được câu này nhiệt luyện tức là người ta sử dụng các cái gì ạ các cái chất khử ví dụ như là co hay là Hydro hay là nhôm gì vân vân để khử các cái oxit kim loại mxoi được chưa thì em nhìn ở đây cho thầy người ta hỏi không ấy thì chọn cho thầy a luôn bởi vì a ở đây chính là phương pháp thủy luyện thủy luyện tức là gì là dùng các cái kim loại mạnh ví dụ như kẽm này để đẩy các kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối ví dụ như là đồng thì chẳng hạn được chưa? Nhớ nhá. Còn ba anh kia đều là phương pháp gì ạ? Phương pháp nhiệt luyện. Nhớ cho thầy, nhìn kỹ vào nhá. Rất tốt thầy thấy các bạn làm đúng hết câu số 7 rồi, chúng ta chuyển sang câu số 8 thôi. Nào, comment cho thầy câu số 8 nào. Những câu này dễ thì thầy sẽ nói nhanh nhé Polymer nào sau đây có tính dẻo em ơi Ý người ta hỏi em là vật liệu polymer của chúng ta Anh nào là chất dẻo đấy Nào nhanh nhanh comment cho thầy Anh nào có tính dẻo đây Mặc dù cái phần polymer này rất dễ Nhưng học sinh rất hay sai Gần như có năm nào năm nào cũng thế đều có những bạn xài vận dụng cao làm nhe nhói luôn nhá <laughs> rồi ok nào vật, vật liệu polymer nào uh, có tính dẻo đây à đó chính là ps chúng ta thôi nhá anh hay ở chất dẻo nhớ cho thầy nhá được chưa tiếp câu số 9 thầy sẽ không giải thích nhiều nữa đâu bởi vì là ở trong khóa tổng huấn luyện này thầy sẽ giải thích kỹ cho em từng tí một nhưng mà ở ngoài thì thầy sẽ chữa cho em tương đối là nhanh để tập trung vào những cái câu khó thôi nào câu số 9 trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây thì có liên kết peptide câu này nhớ các ông trong chuỗi livestream thử thách 7 ngày luyện đều thầy thầy đã cho em rồi đấy, trùng luôn gặp ở đây luôn rồi, đó chính là protein thôi. Đúng không? Liên kết peptide CONH chúng ta nhá. Đấy thầy đã dạy rồi, trùng luôn đúng không ạ? Câu số 10 nhá. Kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong gì ạ? Dầu hỏa. Câu này cũng trùng luôn đúng không ạ? Dầu hỏa nhá. Được chưa? Câu số 11 này cũng trùng luôn. Đấy các bạn thấy chưa? sau này em đi thi ấy em mà học cái chuối năm uh, uh, giờ ba sáng với thầy thì thầy tin là khoảng hai mươi mấy câu lý thuyết em làm nhõy nhói, nhói luôn kể cả có mất gốc thì 3 tháng tới học với thầy thì cũng thầy tin là em cũng làm chủ được kiến thức thôi nào thạch cao sống thì chú ý cho thầy thạch cao nhá là hợp chất của canxi ở chương uh, gì ạ chương kim loại kiềm thổ nhá kiềm kiềm thổ và nhôm chú ý thì phần thạch cao sống này thầy đã cho em làm rất nhiều rồi nhá thạch cao sống đó chính là canxi sunfat hai phân tử nước nó khác nhau ở chỗ là có ngập bao nhiêu phần tử nước nhớ chưa à, Anh này thì là thạch cao nung Đúng không? Anh này thì là đá vôi à, Anh này thì là cái gì ạ <laughs> Thì tìm hiểu nhá Câu số 12 Nhanh cẩn trương nào Kim loại nào sau đây có Sau đây khử được ion Fe2 cộng Trong dung dịch để tạo thành sắt Nào comment cho thầy nhanh cẩn trương Kim loại nào ạ Muốn gì ạ Khử được cái anh này Fe2 cộng này trong dung dịch muối của nó đấy để tạo thành sắt ấy thì cái kim loại chúng ta sử dụng phải có tính khử mạnh hơn sắt đúng không nhưng mà không được phản ứng với nước nhá tính khử mạnh hơn sắt nhưng không phản ứng với nước cơ nhá thì đây hai anh này yếu hơn sắt rồi đáp án chúng ta đó là magie thôi người ta có thể biến tướng câu này đi một cách bình thường khi mà cho em một cái ion khác ion kim loại khác vào đây nhá ok chưa câu số 13 amin nào sau đây là amin bậc hai nào wow. thì câu này cho điểm rồi đó chính là amin thôi nhá CH3 NH CH3 Được chưa? Câu, những câu này thì không có cái gì để giải thích cho em cả Câu số 14 Chất nào sau đây Anken cũng không có gì để giải thích cho em cả Nhìn vào đây cho thầy Ê, Ankin này Ê, Ankan này Ê, Benzen này Anken này đúng không? Cái câu này cho điểm những bạn nào mà Thậm chí là các em các em cấp 2 Khi nhìn thì các em vẫn nhận ra Đúng không? Câu số 15 Comment khẩn trương Comment đi cho thầy Nhá các bạn comment đáp án cho thầy đi Comment mạnh lên Comment đáp án cho thầy để thầy xem là Thầy kiểm tra cho em Nếu Em làm sai thì em sẽ nhớ Mà em có thể học được từ cái 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 cái, cái lỗi của mình Đấy mới quý giá luôn Câu số 15 chất nào sau đây ở trạng thái rắn Người ta gọi là nước đá khô Thì câu này là câu cho điểm Nước đá khô thầy cho các bạn làm rất nhiều rồi đúng không Đó chính là CO2 của chúng ta nhé Được chưa ở trạng thái rắn Nhá Ok Câu số 16 Comment đáp án cho thầy câu số 16 xem nào Câu số 16 này là câu kiến thức luôn liên quan đến phần kim loại kiềm, kiềm thổ đúng không? câu này thì thầy tin là em làm ngon thôi. Đấy, tới là phần lý thuyết thầy sẽ, sẽ luyện cho em. Yên tâm là khi mà em tham gia vào khóa tổng ôn luyện đề của thầy ấy, thầy sẽ tổng ôn cho em từ giờ đến lúc thi luôn. Và thầy sẽ luyện đề cho em mà luyện từ mức gì ạ? 7 cộng nếu bạn nào mất gốc thì đặt mục tiêu 7 cộng, có 7 cộng, được chưa? học từ giờ đến lúc thi kiểu gì cũng đạt 7 cộng yên tâm như thế với cái giáo án của thầy còn 8 cộng 9 cộng thì chúng ta sẽ chiến đấu nhá giai đoạn này thầy đang dạy uh, vận dụng cao cho các bạn đấy ở trong nhóm chuyên đề vip đấy yên tâm là thầy sẽ quét hết cho kể cả các bạn trong khóa tổ luyện đề nhớ này tới ví dụ như là có đề minh họa thế chữa cho em luôn như thế này luôn nhá đây thứ nhất thứ hai là em muốn đạt mục tiêu 8 cộng 9 cộng gì thầy sẽ quét hết các cái dạng bài tập lại cho em nhá cho em tổ chức thi nhá mỗi buổi sẽ tổ chức thi chứ không phải là thầy nói chữa như thế này đâu tổ chức thi đàng hoàng em thi hẳn thôi xem lỗi sai ở đâu sau đó thầy chữa ngay sau đó như thế mới hiệu quả được kim loại ở sau đây mà tác dụng với nước ấy. Đấy, ở điều kiện thường để tạo dung dịch kiềm thì đó chính là kim loại natri chúng ta thôi nhá nhớ cho thầy anh berry này không phản ứng với nước nhớ chưa còn hai anh kia thì không nói rồi nhá câu số 17 nào rồi thầy cảm ơn tất cả những bạn nào mà đang tặng sao cho thầy các em rất là tuyệt vời luôn đấy. các bạn là đúng là nhận nhận về các bạn cho đi đấy Nghĩa là em có cái tư duy để cho đi Rồi em nhận lại Thực sự như thầy đang dạy các bạn free Tức là thầy cho em đi Nhưng thầy sẽ nhận lại được rất là nhiều thứ Ví dụ như là một cái tình cảm nhất định của các bạn dành cho thầy Sau các bạn đỗ đạt chẳng hạn Nào thủy phân một lượng chi olein là C17H33 COO 3 lần Đúng không? C3H5 thầy viết lại cho em nhớ nhá thì triolein là một trong những chất béo không no đúng không tác dụng nào hát tức là xà phòng hóa thu được glycerol chắc chắn rồi và tỷ lệ ở đây là glycerol bao giờ tỷ lệ 1:1 với chất béo của chúng ta. Thì nào hát tỷ lệ 1:3 bảo toàn natri phải tạo ra được 3 mol natri oleat. Nhớ thầy là muối của chúng ta. Nhá, chú ý cho thầy nhá. Ừ, rồi rồi. Làm nhiều, làm nhiều quen. Đấy thấy chưa? Em cứ học với thầy nhé, em sẽ thấy là thầy sẽ quét cho em hết các kiểu dạng sau đó thầy có cái động tác lặp lại cho em đến nỗi mà kể cả, cả như em có có chậm tư duy một tí nhưng mà em mà chịu khó cày thì đến lúc em thi em nhìn cái dạng đấy em thấy nó quá quen và thậm chí em có thể chọn luôn đáp án cơ. Nhớ nhé. Khi nào uh, kết thúc cái khóa tổng ôn luyện đề của thầy ấy, thì thầy sẽ đặt mục tiêu cho tất cả các bạn trong khóa của thầy là nhìn vào những cái câu ở mức độ là gì ạ? Rõ mức độ ra thì em nhìn vậy em có thể ra được đáp án hoặc là nhìn ra cái biết hướng giải luôn. Rồi, este này có tên gọi là gì thì câu này dễ quá rồi, etin astat nhá. Không có gì để giải thích câu số 18 cả. Câu số 19. Kim loại X tan trong HCl à, tan trong HCl nhé vậy là đứng kim loại này đứng trước hero trong dãy hoạt động hóa học đã nhưng nó không tan trong hai số bốn đặc nguội ừ, nó là nhôm nữa nha nhôm được chưa nhôm chrome sắt đồng à quên nhôm nhôm sắt chrome thôi nhớ chưa chú ý cho thầy nhá ok câu này cho điểm thôi câu số 20 mươi bắt đầu là tăng dần độ khó rồi đấy cứ qua 20 là bắt đầu nó bắt đầu là, học sinh bắt đầu choáng ấy có nghĩa là cái mã đề này thầy không biết là mã bao nhiêu quên bắt đầu học sinh gửi cho thầy thầy nhớ mang máng ấy thầy cũng nhìn nhìn qua các cái câu hỏi thôi nhưng mà thầy thấy là từ câu 20 trở đi bắt đầu đề bắt đầu cứng dần học sinh mình lúc đầu là làm từ câu 1 đến câu 20 thấy ó oh, đề năm nay ra dễ thế đúng không thế nhưng mà sau đó thì mới thấy do đó mà trong khóa tổng luyện đề thầy sẽ hướng dẫn em cách đọc đề trước khi lần đầu tiên em nhìn thấy đề nữa cơ nhớ nhá thầy sẽ chỉ cho em cách nhìn thấy đề trước tiên đừng có lao vào làm ngay vội mà hãy nhìn dành cho thầy khoảng 30 giây nhìn lướt qua đề để mình tự đánh giá bản thân mình đã xem các dạng đấy như thế nào đó sau đó mới chiến được chưa câu số 20 để tráng một lớp bạc lên ruột phích này thì người ta cho chất x của chúng ta phản ứng một lượng dư agn 3 trong n 3 thì chất x là gì trời ơi đó chính là glucose thôi nhá thì đây chính là để chúng ta tráng ruột phích uh, cái trong công nghiệp của chúng ta đấy nhá thì người ta sẽ dùng glucose phản ứng trắng gương hay gọi là phản ứng trắng bạc rồi Câu số 20 đã xong Vậy thầy tin là tất cả các em đều đúng câu 20 câu đầu nhé Các bạn có đồng ý với thầy không? Có bạn nào đúng hết 20 câu đầu không? Bây giờ chúng ta sẽ thử làm câu số 21 Nào, nào những bạn ở Phú Thọ đâu ạ? Ngày hôm nay sáng nay em vừa thi đâu ạ? Em comment cho thầy khi em bốc phải cái đề này Mã đề này và câu số 21 em làm như thế nào? Em chọn đáp án là như thế nào? Nhanh cẩn trường Nào Câu số 21 là liên quan đến thí nghiệm Và thí nghiệm ở đây người ta cho em như sau Hãy đọc kỹ với thầy để ngấm Nào ở đây người ta lấy cho em ba cái ống nghiệm sạch uhm. Thêm vào mỗi ống Ở đây là từng này nước cất Em đừng quan tâm đến cái số liệu Mà chỉ quan tâm dữ kiện chúng ta là cho nước cất thôi Được chưa? Cho nước cất vào đây nhá Sau đó thì cho vào mỗi ống vài giọt anilin C6H5NH2 Được chưa? Nhá thì ống ở đây chúng ta sẽ có là ba ống Đây thầy vẽ sơ sơ ở đây là ba ống đây Nhanh không lại mất thời gian Đấy, ba ống nghiệm được chưa? Đấy, Ống này hơi ngắn tí thông cảm. Đây là ống số 1 nhá, đây là ống số 2 và đây là ống số 3, được chưa? Sau đó thầy cho gì Cho vào mỗi ống này một ít nước cất đây, để cho vào đây nước cất này. Nước cất này. Nước cất. Đấy, được chưa? Nước cất được chưa? Được, chưa? được chưa? Nhá. Bắt đầu này. Ống thứ nhất thì thầy để nguyên, tức là thầy cho gì? Alilin và nước cất vào đây nhá. Đây em thấy là trong này sẽ có alilin này và nước cất, được chưa? Đấy, ống thứ nhất thầy để nguyên không làm gì cả. Đấy Ống thứ hai thầy nhỏ HCL vào. À ống này ấy, thì thầy cấp HCL vào đây. Được chưa? Ống thứ ba là làm gì ạ? Thầy nhỏ vào đây nước brom. Đấy, brom. Được chưa? Đấy, sau đó thầy lắc nhẹ này, ống trên cũng lắc nhẹ, tóm lại lắc để cho nó phản ứng với nhau nó nó đều hoàn toàn thôi, chẳng có gì cả đấy, cái động tác thí nghiệm cơ bản thôi. Xong người ta hỏi em là cho các phát biểu này người ta hỏi em phát biểu đúng. Đấy, vì cái câu dài quá do đó thầy cách cái chữ nó hơi xít nhau thì em nhìn có vẻ hơi khó nhìn đúng không? Nên không sao nhỉ? Nào bây giờ, thứ nhất, kiểm tra cho thầy phát biểu A, à, ống nghiệm thứ nhất, anilin hầu như không tan và nổi ở trên nước của chúng ta. Nào, đúng hay sai ạ à? Thứ nhất là anilin của chúng ta thì nó không tan là đúng rồi, nhưng mà nó sẽ làm sao? Nó phải chìm xuống, bởi vì lúc này em sẽ thấy là gì ạ? Nó sẽ có hiện tượng là tách lớp và cái thằng anilin chúng ta thì nó làm sao? Nó không hòa tan ở trong nước do đó, nhưng mà cái tỷ trọng nó lớn hơn. Uh, nước nhá sau đó nó chìm dưới được chưa câu này là vấn đề chỗ này là sai này à, tiếp ở ống nghiệm thứ hai thu được dung dịch đồng nhất thì được đúng rồi nhà ống nghiệm thứ hai chúng ta bản chất là khi mà cho anh này vào thì xảy ra phản ứng gì đấy phản ứng là C6H5N2 chúng ta nó có cái nguyên tử đi còn là hai e tự do này, có tính bao giờ phản ứng với HCl tạo ra muối thôi C6H5NH3Cl được chưa thì khi đó thì dung dịch chúng ta thu được sẽ có tính đồng nhất nhá các bạn nhớ chưa thì thầy tô đây cho em đúng này, B đúng này, em chọn B đúng không? Thế còn C, ống nghiệm thứ ba nước brom mất màu của cái tủa trắng đúng luôn. Nhá, ống nghiệm thứ ba thì bản chất là C6H5 này chúng ta sẽ cộng với brom cộng với nước tạo ra cái tủa trắng của chúng ta đây. Thầy không viết ở đây nhá. Thì cái này là phản ứng mà chúng ta gặp quá nhiều trong xe khoa có hình như là lớp 11 đấy Nhá, có đấy. Thì làm mất màu dung dịch nước brom của chúng ta. Nhá thì em viết ra cho thầy nhá, thầy không phải viết nữa. Được chưa? Ý D, Uh, phản ứng ở ống nghiệm thứ hai chứng tỏ anilin chúng ta có tính ba giờ đúng rồi chính xác nhá ý uh, d chúng ta đúng đúng không đây này ai anilin chúng ta có tính ba giờ thôi nhá nó sẽ phản ứng với hcl rồi e ống nghiệm thứ ba nếu thay anilin chúng ta bằng phenol rồi c 6 h 5 oh thì thu được hiện tượng tương tự chuẩn luôn câu này đúng nhá bởi vì sao bởi vì khi mà em thay thay c 6 h 5 nh 2 bằng c 6 h 5 oh này, này thì bản chất em cho dung dịch nước brom ở đây thì nó vẫn tạo kết tủa bình thường nhá có ba thằng br nó đính vào vòng benzen ấy thầy không viết được đã mất thời gian thứ hai là cái dung dịch nó sẽ bị mất bầu bởi vì cái lượng brom chúng ta nó sẽ nó sẽ bị đính hết vào vòng mà do đó mà cái màu của dung dịch nước brom nó sẽ mất đi thôi và nhìn vào đây cho thầy đáp án đó chính là c thôi em có chọn c không ạ Nhá. ừ rồi rất tốt, câu số 21 như thế rồi nhá. Rồi câu số 2, chúng ta chuyển sang bài tập nào. Với câu số 2 ấy, em comment đáp án cho thầy thầy xem nào. Thầy sẽ chữa kỹ cho em câu số 22, các câu tiếp theo nhá. Nào, em nhìn lại bắt đầu từ câu số 22 23 là đề bắt đầu tăng dần cái độ khó rồi và bụp đến đây cái khó như thế này ấy, thì không biết như nào học sinh sẽ bỡ ngỡ ngay. Thế thì uh, em muốn thầy là chữa theo cái cách là gì Là cứ câu nào dễ chúng ta làm trước hay là cứ tuần tự từ trên dưới em comment cho thầy xem nào. Thầy cảm ơn tất cả các bạn tặng sao cho thầy nhá Cảm ơn các em. Nào với câu này ấy là kiến thức liên quan đến điện phân. Và ở đây người ta điện phân là điện cực trơ, điện phân gì ạ? À? Điện phân dung dịch. Muối là muối gì ạ? À? Muối xung phát của cái kim loại gì đây? Kim loại hóa trị 2. Vậy chúng ta có một kim loại hóa trị 2 là MS4. Khi anh này cho vào trong dung dịch phân ly tạo thành M2 cộng cộng với ion S4 2 trừ đúng không? Thì em thấy là anh này là ca chiông nó sẽ đi về ca tốt đúng không? Nhá. Còn tại đây là anh này thì là anion đi về anốt là cực dương của chúng ta nhưng mà nước nó sẽ điện phân bởi vì anh này là là gì ạ à, anh ion có oxy do đó không bị điện phân à không bị bị không bị oxy hóa nhé tại catốt thì kim loại của chúng ta là m ion m 2 cộng nó sẽ bị khử để tạo thành m kim loại bám trên catốt được chưa và chúng ta quan tâm đến anh này thôi và khi đó thì em thấy là đầu bài cho em thông tin là gì nào thứ nhất cho em cường độ dòng điện là y đã có y Đấy, đến khi mà bắt đầu thoát khí ở catốt tốt này, này tức là điện phân hết trong này đi Toàn bộ M2 cộng chúng ta bị khử thành bờ kim loại thì bắt đầu ở ca tốt thì nước mới bị điện phân. Thì T chúng ta đây người ta dùng 6.400 giây. Và khối lượng ca tốt tăng ở đây đấy thì thấy là chính là cái khối lượng kim loại sinh ra bám vào ca tốt là bằng 3,712. Và em có cho thầy là cái gì ạ? Chúng ta sẽ có cho thầy ngay là cái công thức tính số mon E trao đổi ở đây là E bằng gì ạ? IT trên F nhẩm nhanh cho thầy luôn nó bằng bao nhiêu ạ? Y ở đây là 1,93 nhân T là 6400 trên 96500. Em bấm máy nhanh cho thầy đến những với những câu này là câu cho điểm do nó phải bấm thật nhanh. Thì coi như là chúng ta đang thi mà 640 chia 96500 bằng 0,128 0,128 chính là số mol Em trao đổi. Đặt vào đây cho thầy. Đây 0,128 này đúng không? Thì em thấy luôn là số mol kim loại sinh ra đây là 0,128 em phải chia đôi đi nhá. Chú ý chỗ này chia 2 chia 2 cho thầy cái bằng 0,064. Được chưa? Vậy là số mol của kim loại có, khối lượng sinh ra bám vào catốt của kim loại có. Vậy ta suy ra cho thầy ngay m lớn của chúng ta chính bằng 3,712 em chia cho thầy với số mol là 0,064 ra được ngay m lớn của anh này. 3,712 chia cho 0,064 bằng 58. Rồi xong, kết luận 58 ở đây đó chính là niken thôi. Nhiều học sinh đến đây rồi ấy, không biết là 58 chính là nguyên tố gì nữa cơ. Yeah. nhớ thầy ừ rồi rất tốt tương lai này tốt lắm rồi đắc phong rất tốt em ơi rồi câu số hai nó chỉ có thế thôi và câu hai, hai này là câu ở mức độ thông hiểu thôi em nhớ chưa cho điểm thôi cũng chưa phải quá căng đâu à, câu hai ba này bắt đầu được căng hơn này thì các em muốn thầy chữa theo kiểu là logic là từ trên xuống dưới hay là theo kiểu là từ dễ đến khó nếu mà dễ đến khó thì thầy sẽ chọn những câu dễ để chữa cho em trước em muốn cách nào đây thì comment cho thầy Các bạn comment lịch sự nhá Mấy đứa comment lịch sự nhá Những đứa nào mà comment linh tinh là tí thầy block luôn đấy Nhớ nhá Block luôn thì em sẽ mất rất nhiều quyền lợi của chính bản thân em đấy Comment lịch sự vào Bố mẹ dạy cho ăn học rồi Nhớ chưa Dạy cho bố mẹ còng lưng dạy cho ăn học Thì mình cho tiền đi học hành các thứ hẳn hoi tử tế Thì mình phải thể hiện ra là cái văn hóa của mình Gia đình mình bố mẹ dạy dỗ như thế nào Comment cho lịch sự vào nhá đừng có comment vớ vào vẩn đây thì block hết đấy rồi câu số 23 nhá hay là theo kiểu logic đây là thầy đang dạy free cho các em như còn bạn nào trong khóa tổ luyện đề của thầy mà như thế này thì các bạn chỉ có block hết thôi còn bạn nào muốn xem thầy livestream chữa cho các em nữa không nhớ comment đầy đủ dấu và và comment lịch sự vào nhá Đấy, còn bạn nào mà linh tinh thì là đứt đấy cho các bạn đứt luôn đấy sau này các bạn mà trượt đại học lúc đấy các bạn đừng có mà hối hận đây là thầy dạy chăm uh, sóc cho các bạn từng tí một thì chịu khó mà học vào nhớ chưa thầy mà có hơi cứng một tí ấy, thì mới tốt cho em được chứ còn uh, thầy thì không chửi bậy không nói tục nhớ chưa tạo ra một cái môi trường văn hóa lành mạnh và đã học thì chỉ có học thôi và nhớ bạn nào muốn đăng ký khóa tổng ôn luyện đề của thầy thì cứ vào với thầy và thầy sẽ rèn cho nha rồi ok logic hả Logic thì thì nó sẽ tương đối mệt đấy Bởi vì là bắt đầu những câu sau là tăng độ khó rồi Thì thầy sẽ dạy nhá Rồi câu số 3 logic này Rồi bây giờ em nhìn đi Em nhìn cái kiểu dạng câu này thầy đã cho em rồi Tuy nhiên là cái câu này nó hơi trâu Tức là chia ra thành mấy giai đoạn phản ứng đúng không Thì cái kinh nghiệm làm với những cái câu mà dài dài này ấy, Thì cắt đoạn nó ra cho thầy Nào đọc thật nhanh và chia đoạn ra để Chia ra để trị Chứ còn nếu mà đọc thì nhiều khi là ngập trong chữ nhá. Ở đây nhìn qua cho thầy xem dạng bài như nào đó tưởng tượng như mình đang đi thi đi nào hỗn hợp x của chúng ta em thấy là có kim loại đồng và một cái oxit sắt oxit sắt từ người ta sẽ khử bao nhiêu gam đây m gam hỗn hợp x này bằng gì ạ bằng khí co dư rồi nhá thì thu được ở đây là 0,798 m gam hỗn hợp kim loại đấy em cắt ra rồi chúng ta có cái giai đoạn đầu tiên vứt đây sau đó thì nhìn này vẫn cho m gam hỗn hợp x em thấy khối lượng vẫn thế nhá phải chú ý chỗ này thấy rất là nhấn mạnh không người ta cho cái lượng khác đi lại hoa mắt vẫn mở gam hỗn hợp X ấy cho tác dụng với cái gì đây? Cho tác dụng với HCl nhá, nhìn đây này. HCl nhá. Thì thu được dung dịch Y và chất rắn Z vứt ở đói. Tí thầy sơ đồ hóa cho. Sau đó thì cho cái dung dịch Y sinh ra tác dụng với AgNO3 thu được kết tủa và V lít khí NO lại cắt ở đây. rồi ơi, câu dài thế. Mặt khác cho mở gam hỗn hợp X ấy tác dụng tiếp với HNO3 thu được gì ạ? Khí NO. Sản phẩm cử duy nhất. Ok. Hỏi em giá trị của M. M đâu nhỉ? M chính là khối lượng của hỗn hợp này. Rồi bây giờ sơ đồ hóa mới nhìn ra được. Chứ còn đề như này hoa hết cả mắt nhờ. Yeah. Rồi bây giờ x nha nhìn cho thầy Nào bây giờ thầy sẽ viết dài dài cho đây tí nhá. X đây em nhìn cho thầy nhá Sơ đồ hóa Học với thầy Phạm Thắng thì em sẽ thấy là thầy sẽ sơ đồ hóa cho em Và em sẽ hình dung ra cái bài toán của chúng ta Cái kịch bản nó rõ ràng hơn và rõ nét hơn rất nhiều Đầu tiên x em thấy là có đồng và FE34 đúng không em Nào bây giờ em hoàn toàn có thể là uh, Quy nó về kim loại và oxy cũng được uh, thầy dạy cho em khóa trong khóa tổ ôn ấy thì thầy hay quy như thế thì tùy em nhé thầy sẽ quy cho em nó dễ hình dung này. Đấy, thầy sẽ quy nó cho dễ nhé Quy đổi nó Thực ra cũng chả cần thiết đâu Nhưng mà thôi thầy sẽ quy ở đây Quy nó về gì? Đồng này Đấy, Sắt ở trong này là sắt này Và oxy ở trong này, này nhé Quy như thế này Được chưa? Ý em thấy thầy đặt số mol của anh này là A đi Thì số mol của anh này là B Thì bảo toàn đồng em thấy ở đây là A này Nhưng mà ở đây là B là 3B Đúng không? Đấy còn oxy ở đây là 4B Đấy vứt đó đã nhìn trông rất đẹp rồi đấy Thế bắt đầu nhá Bây giờ vẫn là những anh này vẫn là lượng là Mg hết nhé Thì bắt đầu lại Sơ đồ thứ nhất này Thứ nhất là người ta cho là Mg này Phản ứng với khí CO Đây thầy sẽ cho nó phản ứng với khí CO nhé Đầu tiên là cứ cho phản ứng với khí CO đã Đây là giai đoạn thứ nhất Phản ứng với khí CO Đồng ý không? Nhá Thì em thấy là khi mà phản ứng với khí CO ấy Thì nó sẽ sinh ra là kiểu gì Chả Sinh ra khí CO2 Bởi vì bản chất CO đến đây Nó sẽ cướp cái thằng oxy này Để sinh ra anh CO2 Gọi là ghép đôi đấy Đúng không? nhá thế còn sau đó thì tạo ra toàn bộ là chúng ta là kim loại thôi hỗn hợp kim loại đấy em nhìn thấy rất rõ luôn đúng không Ở đây là cái hỗn hợp kim loại hỗn hợp kim loại thì ở đây em thấy là gồm có đồng và sắt thôi đồng và sắt của chúng ta đấy chúng ta cứ viết như thế cho thầy được chưa đồng ý không ạ tiếp đến là gì người ta thực hiện một cái động tác tiếp theo là người ta cho vẫn cái m gam x đấy tác dụng hcl dạ. chỗ này mới khoai này chỗ này tác dụng hcl nhé thầy kéo dài dài ở đây tí đây tác dụng hcl được chưa? Thì với tác tác dụng HCL thì em thấy người ta sẽ có những cái sản phẩm gì đây? Nào. Thứ nhất ấy là sẽ có ở đây là em nhìn thấy là cái chất rắn Z. Z của chúng ta là chất rắn đó thì chính là đồng dư thôi. Nhá. Tí thầy sẽ giải thích vì sao đồng dư nhá. Và tiếp đến là gì ạ? Dung dịch Y và học sinh thì nhiều khi là không biết cái dung dịch Y này gồm như anh nào. Đấy, học sinh yếu nhất ở phần này. Đấy, dung dịch Y ấy thì em nhìn thế này. Em nhìn cho thầy là dung dịch Y này nhá, dung dịch Y sẽ gồm như thế nào thầy sẽ viết ở đây cho em nào đầu tiên dung dịch Y của chúng ta ấy nhớ cho thầy với kim loại mà dư chất rắn dư chắc chắn là phải là đồng dư rồi được chưa cái câu bài này thầy dạy em rất nhiều về cái tư duy là tại sao đồng dư đúng không thì đồng chắc chắn là dư nhá thế còn sắt của chúng ta này thì lúc đấy nó sẽ không tồn tại là sắt ba cộng đâu nhớ không nhá mà nó chỉ sắt hai cộng thôi nhớ chưa chỗ này phải là sắt hai cộng này em làm sai cái này nó vứt đi đồng của chúng ta sẽ là đồng hai cộng này tí thầy giải thích cho cứ bình tĩnh tại sao ra thế nha tiếp đến là gì cl trừ sinh ra từ thằng này thôi ngoài ra thì em thấy là sẽ có gì ạ có h cộng dư nữa đúng không em mà nhớ cái form này của thầy là cứ thế mà em điền vào thôi nhá và đừng bao giờ quên là nó sẽ còn có cả nước nữa đúng không bây giờ thầy sẽ giải thích cho em đây thầy sẽ giải thích cho em nhé chỗ này thầy giải thích thầy kéo đây thầy giải thích cho em để để em hiểu cái thứ tự phản ứng để vì sao ra được cái dung dịch y như thế này? Và em nắm được như thế thì coi như rất chắc luôn. Nào, em nhìn nhá, bản chất của chúng ta ấy là thằng Fe34 đúng không? Đây này, X của chúng ta gồm đồng với Fe34 khi tác dụng HCl thì Fe34 tác dụng với HCl đúng không? Để tạo ra muối thì chúng ta là FeCl2 đúng không? Cộng với FeCl3 đúng không? FeCl3 nhá, cộng với nước đúng không? Đấy, đồng ý với thầy không? Nhá. Hai vào đây này thì em thấy sáu đây 8 ở đây. Ok chưa? Được chưa? Nhá. Tiếp đến là gì ạ? Sau khi mà sinh ra được hai cái muối này em thấy trong này còn thằng đồng đúng không? Thì thằng đồng ấy nó sẽ phản ứng với cái thằng sắt 3 này. Thầy viết ion nhá, Fe3 cộng đấy, được chưa? Để tạo ra gì? Cu2 cộng của chúng ta cộng với Fe2 cộng. Và em thấy cho thầy này là trong dung dịch chúng ta lúc này ấy, để mà có kim loại dư ấy, thì chỉ là cái thằng chất rắn dư chỉ là cái thằng đồng dư thôi, đúng không? Còn thằng nào là là, 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 là chất rắn đâu? Chỉ có đồng thôi, nhá, không tạo kết tủa mà. Và thứ hai là Fe một cái mối sắt của chúng ta không thể là mối sắt ba được được chưa bởi vì thằng này dư rồi ấy, thì nó sẽ làm sao chuyển hết thằng fe ba cộng thành fe hai cộng do đó trong y này chỉ có fe hai cộng thôi nhớ thầy nhé và chắc chắn là phải có cu hai cộng rồi đây cu hai cộng đây xưa cl trừ sinh ra từ thằng này và kể cả sinh ra từ hcl dư nữa đấy còn h cộng dư nữa nhớ chưa hình dung ra vấn đề chưa mấy đứa nhá đấy thầy phân tích rất kỹ cho em đấy nhá tí nữa thì dựa vào phương trình phản ứng đó em sẽ suy ra được số mol của nó tiếp đến nào bây giờ nhá Người ta sẽ cho cái dung dịch Y này tác dụng với AGNO3 Đây thì dung dịch Y của em đây Em sẽ cho nó tác dụng với AGNO3 Cái kịch bản quá quen thuộc thầy đã cho em làm rồi Đúng không? Thì thu được ở đây là kết tủa Rồi nha, Thu được kết tủa nhá Đây thầy kéo đây Kết tủa này Kết tủa thì thấy là Ở đây ta có là gì Bạc cộng này Và AGCL trừ Vậy là chắc chắn kết tủa phải có AGCL đã Chưa đi đâu Thứ hai là em thấy có FE2 cộng Thì chúng ta có cái cặp là FE3 cộng trên Fe2 cộng thì có phải là nó có tính oxy hóa yếu hơn cái thằng Ag cộng trên Ag đúng không nhá thì rõ ràng là có phải là gì Ag cộng ở trong muối này nó sẽ phản ứng với thằng Fe2 cộng để tạo ra Fe3 cộng và bạc kim loại ở đây nữa nhớ đừng bao giờ quên được chưa thế thôi xong rồi thế còn dung dịch ý, tiếp đến là gì ạ thu được kết tủa ở đây nhá từng này và V lết khí NO Rồi có khí NO Thầy viết đây là khí NO ở đây đi nhá cho dễ tiếp đến là dung dịch nhớ cho thầy là trong cái dung dịch này nó còn có một cái dung dịch muối nữa dung dịch muối ở đây chúng ta là gồm gì Fe 3 cộng này đúng không có đồng hai cộng này vân vân nhá và có cả NO3 trừ nữa được chưa đấy viết hết ra rồi nhá tiếp đến là gì ạ tiếp đến là cái giai đoạn tiếp theo là người ta lại cho đây chỗ này xóa xóa đi tí. Đây lại vẫn mờ gam x đấy lại cho tiếp tục tác dụng HN3 nữa cơ. Để giải kinh khủng luôn. Trình bày xong đã ngất xứ rồi. Thì sinh ra ở đây là khí NO. Rồi. Vậy thôi. Thì sơ đồ hóa bài toán là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào đây để chúng ta xử lý nó. Nào. Bây giờ nhìn vào đây cho thầy. Nào. Còn bạn nào ở đây không? Còn bạn nào ở đây không nhỉ? Hay là đi ngủ hết rồi? <laughs> nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý cái các cái thông các cái dữ kiện đầu bài cho nhá. Đồng ý không ạ? À? Chết rồi đi ngủ hết à? <laughs> Nào bây giờ em nhìn được cho thầy là hỗn hợp kim loại ấy. Hỗn hợp kim loại này thì đầu bài nó cho chúng ta là hỗn hợp kim loại có khối lượng bao nhiêu đây? Không phải bao nhiêu? 0,798 m Đấy Mà khối lượng của những anh này đây đầu bài nó cho là bao nhiêu lượng m gam Được chưa? Thì từ đây em sẽ ra được một cái phương trình Thì cứ vứt đây cho thầy Ở đây số mol bon của đồng là A Số mon của sắt ở đây là gì ạ? 3B Đấy, được chưa? Tiếp đến là gì? Ờ uh, cái 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 khối lượng của hỗn hợp kết tủa ở đây đầu bài cho bao nhiêu? 427,44 gam Đấy điền hết thông số vào cho thầy. Ờ uh, khí NO thoát ra ở đây ấy, đầu bài ấy cho là V lít. Đấy, chỗ này tinh ý vào. Cho V lít thì em có thể đặt nó số mol của thằng này là x đi. Thì khi mà tác dụng HN3 thì nó sinh ra 2,7 V lít thì số mol của anh NO lúc này sẽ là 2,75x x, x mol, đúng không? Gấp 2,75 lần. Thế thôi. Nhá. Yeah. Hình dung là vấn đề chưa mấy đứa? Thế còn tiếp đến là cái giai đoạn Thầy ghi là giai đoạn số 1 này Đây là giai đoạn số 2 này Đây là giai đoạn số 3 này Là khi mà tác dụng HN3 này Đây là giai đoạn số 4 đi Được chưa? Thì tí nữa chúng ta giải quyết nó dễ Tiếp đến em nhìn nhá Nhanh tụt view mất rồi Tiếp đến em nhìn đồng này Bảo bảo toàn đồng ở chỗ này nhá Sắt hay cộng đây thì Nó bảo toàn vẫn là 3B đúng không? Nhá chú ý đây này nhìn đây này Nhìn đây FE34 này đây là B nhá Nhìn kỹ vào đây thì chỗ này là B mon đúng không? Thì chỗ này là FE3 cộng đây là 2B. Được chưa? Thế FE3 cộng ở đây thì em cân bằng cho thầy đây. Chỗ này là thêm cho thầy vào đây là bao nhiêu nhỉ? Ờ, 2 sắt đúng không? 2 sắt. Thì chỗ này nó là 2B. Thì có phải số mon của đồng 2 cộng em sinh ra đây là 2B chia cho 2 nó chỉ còn B mon thôi. Thì chỗ này là B mon. Được chưa? Thì dung chưa? H cộng dư ấy. Thì khi mà tác dụng AGN3 sinh ra khí NO thì gọi là X mon ấy. Thì em nhớ là số mon H cộng dư bao giờ cũng bằng 4 lần số mon của khí NO. Thì chỗ này chính là gì ạ? 4 x mol. Vậy chỗ này em bảo toàn điện tích cho dung dịch y cho thầy. Nhá, ở chỗ này em bảo toàn điện tích cho dung dịch y. Được chưa? Thì em sẽ thấy này. Có cần thầy phải ghi không? Nào, bảo toàn điện tích nhá. Cho dung dịch y. Thì em sẽ thấy này, số mol của Cl trừ em sẽ biết bởi vì biết hết các cái ca chia ông rồi. Thì đây là 3 x 2 là 6 cộng với 2 là 8B. Thì số mol của anh này là 8B cộng với số mol của anh này nữa là 4X. 8B cộng 4X, được chưa? Sau đó đến đây, em nhìn này, CL trừ ấy nó ban đầu nó nằm ở trong này đúng không? Đây bắt đầu nó nằm trong HCL này, được chưa? Nó à, chui vào đây này với số mol 8B cộng 4X này. Sau đó nó chui hết vào trong kết tủa ở đây thì đây anh này là 8B cộng 4X. Mềm mại chưa? Thế thôi. Thế là xong rồi đấy. Nhá. Đấy bảo toàn điện tích đã hình dung cái vấn đề chưa? Không hiểu chỗ nào có comment cho thầy nhá. Thế còn tiếp đến này. À, số mol của nước này chẳng hạn thì em nhìn vào đây nó chính là bằng số mol của oxy ở trong X thôi, nó chính bằng 4B luôn. Xong. Đấy, điền hết các cái thông tin rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ triển khai để giải bài tập. Nào nhìn vào sơ đồ của thầy chưa? Lần sau nhé là nó gặp những cái câu như này cứ thế làm theo cái cách của thầy là các bạn cứ thế mà ra thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ra được cái hệ phương trình như thầy là chúng ta đã giải quyết bài toán này xong rồi. Thứ nhất là chúng ta làm động tác gì ạ? nhất bảo toàn e cho thầy. Bảo toàn e ở đâu? Bảo toàn e cho thầy ở cái giai đoạn số 4 này này. Được chưa? Giai đoạn số 4 này bảo toàn e em thấy là FE2 cộng lên FE3 cộng ở đây trao đổi là mấy e? Một e thôi, vậy là bằng 3B. Đúng không? 3B bằng bao nhiêu? Ở đây đồng thì không thay đổi rồi. À, có gì ạ? Có Ag. Đấy, có gì ạ? Nitơ dương 5 trong này. Nitơ dương 5 sang đây là nitơ dương 3 vậy là bằng 3x cộng với bạc là gì? Ag cộng sang đây Ag0 vậy là bằng luôn số mol của bạc. Được chưa? Vậy em suy ra cho thầy ở đây số mol của bạc bằng bao nhiêu? Tính bằng 3B trừ đi 3x. Đấy, được chưa? Tiếp tục khai thác cho thầy cái thông tin số gam kết tủa ở đây nhá câu này đi thi lụi cho nhanh nếu mà em làm nhiều em thấy là cái cứ thế theo thầy sơ đồ thôi mà toàn cộng trừ nhân chia thì có cái gì đâu toàn cộng trừ nhân chia thôi mà nhá tiếp đến này tiếp đến cho thầy là khối lượng kết tủa ở đây em thấy là bằng bao nhiêu 42 427,44 thì bản chất nó chính bằng khối lượng của thằng AGCL với khối lượng của thằng bạc này đúng không đấy nhá à, quên từ thằng bạc này thì còn cái giai đoạn nữa nhỉ Thằng bạc này, đây số mon của bạc đây bằng 3B trừ đi 3B trừ đi 3X rồi, em thay vào. 143,5 nhân với 8B cộng 4X. Được chưa? Cộng với 108 là khối lượng của bạc nhân với được bao nhiêu đây? 3B trừ đi mấy? 3X. Đấy, thầy gọi đây là phương trình số 1 đi là em được một phương trình rồi. Đúng không? Tí bấm máy cái giải hệ phương trình là ra thôi. Tiếp đến là em bảo toàn e tiếp cho cái giai đoạn số 3 của thầy nhá, bảo toàn e thầy tiếp đến là em làm gì tiếp đến là em bảo toàn e cứ bảo toàn e liên tục thôi nhé bảo toàn e cho giai đoạn nào cho chính cái giai đoạn là đâu để thấy xem là chính là giai đoạn số 3 của chúng ta đấy đấy giai đoạn số 3 đây em nhìn đây này chỗ này đồng là không sắt là không oxy là không ở nitơ đây là dương 5 Niter nitơ đây là dương 2 thế vậy em thấy là đồng trao đổi mấy e đồng này, trao đổi đồng tác dụng hn 3 kiểu gì cũng trao đổi là 2 e vậy là 2 a cộng với sắt ở đây trao đổi mấy e tác dụng HN3 kiểu gì để lên là sắt 3 vậy là trao đổi 3E là 9B. Thế còn oxy trao đổi mấy E 2E là 8B. Cộng với nitơ ở đây là trao đổi mấy E 3E vậy là 3 nhân với 2,75x. Được chưa? Vứt đây nhá. Là em suy ra được cho thầy là 2A này cộng với B này chính bằng 3 nhân với 2,75x. Ta được một phương trình nữa thầy gọi là phương trình số 2. Đồng ý không? Đấy còn một phương trình cuối nữa thôi, là phương trình nào đây? Nhìn vào đây cho thầy. Cái phương trình này thầy đưa lên đây cho em dễ nhìn này Đấy câu này là câu vận dụng cao Các bạn bảo thầy chữa trước, trước thành ra tụt view của thầy Mấy cái đứa mà thấy thầy giữa câu vận dụng cao là chuồn hết Thế em khổ Nhìn đây này Cái hỗn hợp kim loại này em thấy là khối lượng của nó bằng bao nhiêu 0,78M Mà bản chất của nó đây khối lượng của nó chính là 64A cộng với 56 x 3B Đúng không Hả? Hình dung hay chưa Thì em thay vào đây cho thầy thôi là Ta sẽ có này nhá Khối lượng đây M chúng ta đây này là bao nhiêu 0,78 à 0,798 đúng không 0,798 nhân với M ấy, thì em thấy M chính là khối lượng của thằng X này này chính bằng 64A cộng với bao nhiêu đây 232B đấy thì bằng bao nhiêu đây bằng 64A cộng với 56 nhân với 3B được chưa đấy là phương trình số 3 và từ 1, 2, 3 là em ra được cho thầy là mon thôi Ừ, thấy sẽ chữa nhá, chữa cho những bạn nào đặt mục tiêu 89 cộng nhá. Nhưng mà các bạn thấy không? Các bạn thấy sơ đồ hóa ra mấy đứa hình dung chưa? Mấy đứa đặt mục tiêu 8 cộng 9 cộng đã hình dung chưa? Vậy là thầy đã có ba cái phản ứng là 1 2 3 là em bấm máy cho thầy ra ra là xong thôi nhá. Nào từ 1 này, 2 này, 3 bấm vào cho thầy xem. Bấm vào cho thầy xem nào. A B C A, B, X bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu? B bằng bao nhiêu và X bằng bao nhiêu? Nào bấm máy cho thầy. Nhanh cần trương mấy đứa comment lịch sự nhá học không học mua bao vẩn thầy dạy cho uh, cẩn thận như thế này còn thế nào nữa nào bấm cho thầy nhá cẩn trương lê thanh tùng sơ đồ cái dễ luôn thầy ạ đấy sơ đồ cái em nhìn thấy không quan trọng nhất là em ngồi em tư duy đi thầy quan thầy dạy em cái tư duy thôi chứ còn bấm máy thì các em tự bấm cho thầy chứ nhá bấm máy thì các em tự bấm cho thầy thôi nào bây giờ bấm nhanh khẩn trương để chúng ta chuyển sang các cái câu dễ hơn ngày hôm nay đi làm thí nghiệm cả ngày luôn đấy nhưng mà vì tất cả vì các bạn trong khóa tổng ôn luyện đề của thầy thôi ừ nhanh nhanh rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đúng không bao nhiêu a bằng không phẩy ba năm tám thầy cảm ơn long và quân rồi những người tuyệt vời của thầy rồi các đồng đội của thầy rồi ba năm tám này b 0.27 này và x bằng bao nhiêu? 0.1195 à? Tuyệt vời, cảm ơn các em. Đấy, vẫn còn thành viên vẫn còn đang học đây này, rất là ok. Thế vậy thì cuối cùng em tìm ra được AB rồi là xong. Bởi vì người ta hỏi em là M vậy là AB ở đây thì em tìm M là xong rồi. Em thay vào đây cho thầy nhá. À 64A là 64 nhân với bao nhiêu? 0.358. Đúng không? Cộng với 232 nhân với B là bằng bao nhiêu? 0.27. Em ra kết quả bao nhiêu? Đấy, em ra kết quả cho thầy là xong. Nào ra kết quả cho thầy không bao nhiêu Vậy người ta hỏi em giá trị M gần nhất với giá trị nào Thì em ra kết quả không bao nhiêu ạ Đấy nhá Thì quan trọng em sơ đồ hóa ra Những câu vận dụng cao lấy điểm 9 cộng 10 cộng Thì em phải chịu khó mà làm thôi nhá Sao H cộng dư lại 4x vậy thầy H cộng dư ấy thì nó em xem lại cho thầy Cái phần là lớp 11 ấy Số mon H cộng theo phương trình yêu Electron rút gọn ấy. nhá Viết ra Cái này thì trong khóa tổ luyện đề thầy dạy rất kỹ rồi 23 các bạn chọn được gì? Đáp án là gì? 85,552 rồi ok 85,552 nhá Gam 85 thì 8, mình sắp xỉ vào ngay này thôi Đáp án chúng ta chính là A nhá Ok chưa? Mấy đứa hiểu bài không? Các bạn uh, trong khóa tổ hôn luyện đề của, uh, của thầy Các bạn thấy thỏa mãn câu này chưa? Thầy dạy như thế đã quá kỹ chưa? Và còn nhớ là cái kiểu này thầy đã dạy cho em mấy lần rồi không ạ? Quá nhiều rồi đúng không? Nhá như thế là đủ rồi Ok có số 24 nào Chất x là một uh, amin bậc 3 Ở điều kiện thường Đấy, nhá, chú ý này. Amin bậc 3 ở điều kiện thường ấy, lại ở thể khí. Nào chú ý cho thầy, chúng ta có 4 cái amin ở thể khí. Và amin này là amin bậc 3. Ôi trời ơi, câu này nhìn cái là cho điểm rồi đúng không? Nhá. Thì đó chính là gì ạ? CH3 ba lần N trimethyl amin của chúng ta thôi. Lấy từng này thằng đó là X đấy, cho tác dụng với HCl. Rồi, để tạo ra gì đây ạ? Khối lượng muối của chúng ta thu được là bao nhiêu? Nào CH3 3 lần NHCl Được chưa M lớn của thằng này ấy, thì là nó bằng bao nhiêu 59 đúng không M lớn anh này bằng 59 này tính ra số mon cho thầy nhá M lớn này bằng 59 này Đấy, M lớn của anh này bao nhiêu 59 mà cộng với 36 5 bằng 95 Rồi đấy Thì lấy này 7,08 chia cho 59 bằng bao nhiêu Nhanh quá đúng không 7, 08 chia cho 59 cái ra số mon luôn 0,12 Phản ứng 11 thôi Đúng không nhá ra anh này là 0,12 em nhân với uh, 95,5 bằng 11,46 uh, sáu và đáp án chúng ta là D luôn đấy những câu dễ thì nó chỉ ở mức đấy thôi và những bạn nào đăng ký khóa tổng ôn luyện đề của thầy thì sẽ có những cái kiểu câu ở mức độ kiểu như này cho em để em làm thế còn uh, những câu khó hơn thì thầy khuyên là em uh, đặt mục tiêu nó sẽ thấp đi một chút còn nếu mà trong 3 tháng em mà quyết tâm thì em hoàn toàn có thể tám cộng bình thường nhưng phải quyết tâm cơ phải ngồi mà cầy phải xem Nhá, phải có thái độ học tập nó thực sự nghiêm túc thì em sẽ ok thôi rồi câu số 25 câu số 25 là có th cần thầy chữa không 25 đáp án là gì câu số 25 nhanh cửa trường đáp án là gì nào có cần thầy chữa cho không câu số 25 đầu bài cho em như này nhá thầy sơ đồ hóa luôn nhá để đỡ mất thời gian nhá nào đầu bài cho chúng ta là hai kim loại là sắt và đồng đúng không ạ cho nó trong bình kín và cho nó phản ứng với oxy nung tóm lại là thu được ở đây là hút hợp x hỗn hợp x ở đây chúng ta ấy, là em thấy này là sẽ gì ạ có các cái oxit của những anh này thì thầy quy luôn về sắt đồng và oxy đúng không hình dung vấn đề chưa sau đó thì người ta cho x chúng ta tác dụng với hcl Đấy, em đọc kỹ đầu bài mà nhìn nhé cho tác dụng với hcl này thì em biết là kiểu gì cũng sinh ra muối thôi và nước thôi nhá đây hcl thì có phải là sinh ra muối của chúng ta đúng không muối của chúng ta là dung dịch muối y này là dung dịch y đấy thầy cứ sơ đồ hóa cho em, em hình dung ra ngay ở đây nó gồm ba muối thì nhớ cho thầy là gì là nó tạo ra các cái hỗn hợp oxit mà trong đó thì khi mà sắt oxit sắt của chúng ta uh, có là sẽ là oxit sắt 3 ở đây được chưa thì nó sẽ tạo ra là fe ba cộng Đấy, có thể là oxit sắt 2 tạo ra fe hai cộng thì thu được hỗn hợp trong đó có hai muối của sắt rồi còn lại là muối của đồng thôi nhá thì thầy không quan tâm cái đó sắt thì thầy gọi là fn cộng đi trong đó thì n của thầy sẽ có thể bằng một hoặc là bằng hai nhé à bằng hai hoặc bằng ba bình thứ được chưa thế còn đồng đây là đồng hai cộng nhá được chưa còn muối thì là sẽ chứa sẽ là trừ xong chưa ngoài ra nữa thì sinh ra nước nữa đấy nhá sau đó thì người ta sẽ cho em cái gì đây cho cái dung dịch y gồm ba muối này, này tác dụng được cái đây tối đa từng này agno 3 ui cái bài này kịch bản nó quen thuộc rồi đúng không cộng với agno 3 Đấy lại sơ đồ hóa cho các em nhìn đấy thì em thấy là thu được dung dịch Z. Dung dịch Z ở đây ấy, là chứa ở đây là từng này gam chất tan. Đấy. Dung dịch Z của chúng ta thì em thấy chứa chất tan thì em phải biết là chứa những thằng nào. Thì em nhìn thấy cho thầy là cứ gì ạ? Có gì AG cộng thì kiểu gì ấy là ở đây mà có Fe2 cộng thì chúng ta có cái cặp là Fe3 cộng đấy viết ra trong dãy điện hóa. Fe2 cộng thì nó nhỏ hơn cặp là AG cộng trên AG. Đấy em thấy cái bài toán này y như cái bài trước thôi thì Ag cộng với sẽ phản ứng với Fe2 cộng đây oxy hóa thằng này lên Fe3 cộng và tạo thành bạc kim loại vậy trong dung dịch Ez chúng ta chắc chắn là có Fe3 cộng đồng ý với thầy không nhá được chưa ok chưa các bạn phải làm nhiều các bạn mới ra được làm nhiều chưa chi chưa chi đã kêu rồi tư duy cái hết giờ thì tốt nhất ông đừng xem nữa được chưa suốt ngày kêu ca thì làm sao em tiến bộ được Thầy dạy cho thì bây giờ thầy dạy cho thầy dạy kỹ như này Em thích thầy nhìn cái này thầy ra đã bán luôn Đây thầy dạy cho từng tí một để mà mà vỡ ra Sau đó thì kết hợp với việc mình luyện tập vào nữa Thì mình mới tăng tốc được Chứ bây giờ em muốn bụp cái em làm ra được kết quả ngay ấy, Thì em còn gọi gì là ôn luyện nữa Nói bao nhiêu lần rồi Phải chịu khó mà học đi suốt ngày kêu ca Không bao giờ tiến bộ đâu Bố mẹ cho ăn học suốt ngày kêu Thực sự các bạn nó chả có ý chí tiến thủ gì cả Nhá Chịu khó mà học vào Ok chưa ạ? Rồi ok tiếp là CU2 cộng này đúng không? Và trong Z chúng ta kiểu gì cũng có ion N3 trừ Thầy vứt đây cho em nhá, được chưa? <laughs> Thỉnh thoảng phải quát tí bọn nó sợ, thực ra thầy dễ tính không mà. À, bây giờ nhá, tiếp đến là gì? Kết tủa. Kết tủa thì em nhớ cho thầy đây, thầy vừa phân tích ở cái phần trước đấy là kết tủa chúng ta ấy, à, là em thấy là có AG cộng có CL trừ, kiểu gì chả có AG CL, đồng ý thầy không? Tiếp đến là em thấy là nó chính là cái sản phẩm của cái phản ứng này này. À, Fe2 cộng cộng AG cộng tạo ra Fe3 cộng ở trong này rồi và AG ở đây nữa. Thế cái bài toán nó vẫn là chúng ta lặp lại cái bài cũ thôi Chả có gì cả đâu Đúng không mấy đứa Thế bây giờ chúng ta điền thông tin vào là xong rồi nhá Nào bây giờ điền vào cho thầy à, Sắp vào đồng đây em thấy khối lượng nó là bao nhiêu à, 11,84 Em đọc trên mạng em không hiểu đâu à, Mà chả có ai chữa cho em thầy chữa luôn cho em Bây giờ nó chịu khó mà nghe vào Được chưa Bây giờ cộng với oxy nhá Em nhìn này Hai cái thằng kim loại này Ở trong bình kín Đấy chỉ chứa oxy thôi Thì khi mà cho nó phản ứng với oxy ấy, thì có phải là cái khối lượng tăng lên em nhìn thấy là 15,84 với 11,84 đây chính là oxy của chúng ta ở trong này này. Thì khối lượng ở đây là tăng lên là 10 bao nhiêu? 15,84. Đúng không? Thì rõ ràng nếu mà quy như này ấy, thì em thấy là cái số mol của oxy trong này em sẽ tính được ngay. Đúng không? Bằng 15,84 trừ đi 11,84 này. Em thấy rõ ràng có tranh lệch ở đây không? Ở chênh lệch chính là anh này đấy. Nhá, là số mol của oxy ở đây. Tính bằng 15,84 nhá. Lần sau học tư duy thì chỉ cần nhìn cái thì nói là hiểu rồi. Trên đây là 16 đúng không? Em bấm cho thầy cái nó ra bao nhiêu? Bằng bao nhiêu ạ? À? 0,25 đúng không? Đúng không? Nhá, 4 chia 16 là 1 phần 4 đấy. 25 Đấy, xong rồi. cái số mol của oxy thầy đã dạy rồi. Khi phản ứng với HCl ấy, thì có phải là thằng này bảo toàn oxy thì nó chui tọt vào đây không? Thì có phải là nước chúng ta đây số mol nó 0,25 không? Đấy. Nhìn, đúng không? Xong rồi. Đây nhá, chỗ này thầy ghi là bảo toàn oxy cho hình dung nhá tiếp đến là gì khi mà bảo toàn oxy xong em thấy hydro ban đầu nằm trong thằng này cuối cùng truy tọt vào nước vậy là số mol của hydro đây là 0,25 x 2= năm bằng không thì tất cả nó nằm ở trong thằng axit này là không phải mol đúng không chỗ này thầy ghi là bảo toàn hydro nhá hình dung chưa Ê, đến đây rồi em thấy là tiếp tục bảo toàn nguyên tố tiếp là sẽ là trừ này đúng không ban đầu nằm trong này cuối cùng truy tọt vào đây thì chỗ này số mol ta là không phải mol nhá đúng không hình dung là vấn đề chưa nhá không phải hai mol thì có phải là em thấy là tiếp là sẽ là trừ này chỗ này thầy bảo toàn CL trừ nhé được chưa sau đó thì em thấy này CL trừ ở đây ấy toàn bộ nó tác dụng với agno nó ba chui hết vào đây thì chỗ này em ra được số mon của một trong hai cái tủa rồi chỗ này không phải hai năm mon rồi thế thì đầu bài hỏi em là đi tìm M là khối lượng của cái anh này thì nhiệm vụ của em ấy là phải đi tìm số mon của bạc nữa thôi được chưa em em đi tìm số mon của bạc nữa thì em tính ra M thôi Đấy, mấy đứa hình dung cái vấn đề chưa thầy thầy dạy như thế kỹ chưa Đã đủ hình dung ra vấn đề chưa thì bây giờ ấy, thì chúng ta xử lý như thế nào thì em nhìn cho thầy này. Em thấy trong dung dịch Z của chúng ta, dung dịch Z chúng ta thấy có là bao nhiêu? 44,08 gam chất tan. Thì toàn bộ sắt và đồng ấy ở trong dung dịch Z này này, nó sinh ra từ đâu ạ? Nó sinh ra từ cái thằng này này. Từ thằng bắt đầu này là 11,84 này, thì khối lượng chỗ này là 11,84. Đấy mà khối lượng ở đây ấy, đầu bài ấy cho là 44,08 gam. Thế vậy rõ ràng em có thể tính được cho thầy số mol của NO3 trừ ở trong Z không? chính bằng 44,08 này em trừ đi 11,84 là gồm hai kim loại này, ion kim loại này. Em chia cho thầy 62 cái em ra số mol của anh này. Được chưa? Nhá, nào. Từ đây em suy ra cho thầy nhá. Là gì ạ? Là số mol của NO3 trừ chính bằng 44,08 em trừ đi cho thầy là hai kim loại trong này thôi là 11,84 em chia cho gì ạ? Phân tử khối của anh này là 62. Em ra bao nhiêu? À ừ chỗ này không phải 25, à không phải 5 thầy xin lỗi. Không phải 5 này, chỗ này là không phải 5. Ừ đúng rồi. Đây này bảo toàn số trừ đây không phải 5, 0.5 và 0.5 nhá. Rồi ok. 44,08 em trừ đi 11,84 em chia cho thầy với 62 rồi ra bằng 0.52. Đấy, không 0.52. Thì số mol n NO3- đây là 0.52 này. Thì toàn bộ nó sinh ra từ đây này. Thì số mol của bạc ở đây là chúng ta là 0.52 luôn. AgNO3 là 0.52. Vậy là em sẽ thấy cho thầy em bảo toàn bạc cho thầy Bảo toàn bạc thì bắt đầu nó nằm ở trong thằng này là toàn bộ 0.52 Thế chui hết vào trong này rồi Là mất 0.5 rồi Thế còn 0.02 nó nằm trong anh này là 0.02 thôi Đấy vậy thì em tính cho em M nhẹ nhàng không Nhá Đấy M chúng ta đã xong rồi đấy Em nhân chỗ này cho thầy 143.5 Và em nhân cho thầy đây là 108 Em sẽ ra được M thôi Nhá em bấm cho thầy xem M nó bằng bao nhiêu Thì thầy không bấm nữa nhá Câu số 25 năm à, Đấy em thấy không đề cho như hơi dài Nhưng mà em làm nhiều rồi Cái cách cái, cái dạng này thầy cũng dạy cho em rồi đúng không em làm nhiều em vẽ sơ đồ ra cũng được hoặc là em thấy biết hướng đi em cứ thế em bấm máy thôi. 73,91 thầy cảm ơn Đắc Phong nhé, Đắc Phong rất là chịu khó học ấy. Thầy thấy comment nãy giờ mấy lần đấy, 73,91 cảm ơn em. Thế thôi. Đáp án của chúng ta đó là đáp án C em nhé. Thầy dạy kỹ một lần thôi, nhưng lần sau nếu mà em gặp cái đề này, ví dụ như là cái kiểu dạng như thế này nó cho trong cái đề thi sắp tới chẳng hạn, đúng không? Thì em hiểu bài như thế là được. Ừ, rồi mấy đứa có hiểu bài không? Mấy đứa hiểu bài comment động viên thầy mấy câu nhá. Còn bạn nào đang xem không có muốn thầy chữa tiếp câu 26 cho em không? Bởi vì nó sắp xếp là từ 23, 24 đến 25, 26 là đều những câu ở mức độ vận dụng vận dụng cao cả. Thì có muốn thầy chữa theo thứ tự thì đấy là do các em thôi. thì những bạn nào muốn đăng ký khóa tổng hợp luyện đề các em cứ liên hệ với thầy inbox với thầy thầy sẽ có những cái khuyến mãi đặc biệt dành cho em. Có thể là hết tháng 3 thầy sẽ đóng cái khóa học của thầy và chỉ luyện công cho các bạn để mức độ 8 cộng 9 cộng thôi và sẽ cố gắng làm sao để tỷ lệ các bạn đỗ đạt ở trong khóa học của thầy là cao nhất có thể được chưa nào với câu này đầu bài cho em như sau nào hỗn hợp X của chúng ta em thấy là chứa một axit đơn được chưa đấy một ancol hai chức và một este hai chức thế nhưng mà câu này đấy, rất mềm mại ở chỗ nó cho em là uh, các chất ở trong X để đều no uh, và mạch hở ơ uh, thế tuyệt vời rồi thế rõ là hỗn hợp X của chúng ta chứa một axit gì no đơn chức một ancol no hai chức và một ester no hai chức vậy câu này nhớ cho thầy kết hợp cho thầy thủy phân hóa hoặc là đồng đẳng hóa vào đây cũng được đúng không em đồng đẳng hóa cũng được hay em thủy phân hóa thì kết hợp đồng đẳng hóa thì nó sẽ rút ngắn ẩn hơn thế thôi là xong bài này nếu mà em tư duy được như thế là kết thúc rồi gì đó nào tuy nhiên chưa đến chưa chưa đến mức dễ như thế đâu đúng không để thầy xem nào với bài này thì người ta là cái kịch bản này cũng rất quen thuộc thôi đốt cháy thì có số mol của x đúng không có số mol của oxy đó ok sau đó thì sao? Khối lượng của CO2 đầu bài cho em là lớn hơn khối lượng của nước ở đây là 10,84 g. Rồi, thì em sẽ ra được một cái phương trình thôi. Mặt khác ở đây ấy, là người ta vẫn dùng đây là 0,09 mol X, chú ý nhá, vẫn dùng lượng đó thì thế tác dụng hết với 0,1 mol hát. Sau đó cô cạn thì thu được m gam muối khan và một ancol y có tỉ khối hơi so với không khí ở đây là 2,69 cái thông tin mà có tỷ khối hơi so với không khí là 2,62 này cực kỳ quan trọng luôn vì sao nó quan trọng để tí em mà có quy ấy thì em còn biết thế vậy thì ngay từ đầu hãy tính cho thầy ngay nào m của y em thấy nó sẽ bằng bao nhiêu ạ à? 2,62 có tỷ khối so với không khí thì nhân với 29 cho thầy nó bằng bao nhiêu là em ra được luôn ăn cô đi luôn 2,62 nhân với 29 bằng Đó bao nhiêu nhỉ 2,6 26 bạn chọn C à Bằng uh, 76 đúng không ạ 2,62 chắc 2,62 ở đây tỷ khối cho không khí thì chắc chắn là 2,62 nó phải tròn tròn tí Thì nó ra là bằng xỉ là 70 75,98 hình như là máy thầy có bị sao ấy nhỉ nhỉ Tóm lại là phải 76 đúng không 76 thì em thấy là 76 đó chính là một cái ancol chúng ta thấy là C3H6OH2 lần thôi Đấy là ăn côn hai chức thì từ đây em khi mà em kết hợp thủy phân hóa và đồng hoàng hóa em sẽ thấy nó rất là mềm mại ở chỗ đó. Ừ, 7598 thì coi như là hình như là thầy gõ nhầm đề sao gõ nhầm cái câu này sao nó phải ra ít nhất là phải 76 6 nhỉ. Thế bây giờ đến đây em sẽ kết hợp cho thầy thôi. Đầu bài có thông tin rồi em kết hợp cho thầy này. Nhá. Em kết hợp cho thầy là thủy phân hóa. Những bạn nào mà không học trong khóa tổ hợp đề của thầy thì em sẽ không biết được phương pháp này thì em sẽ khó hình dung. Nhưng mà những bạn nào mà học được thầy rồi em sẽ thấy là kết hợp rất đơn giản thôi đúng không? Nha thì nếu mà biết thì rất là nhanh. Nào, em thấy ở đây hỗn hợp X chúng ta chứa axit đơn chức, ở đây axit no đơn chức chúng ta quy axit đó về HCOOH. Tiếp đến ancol gì ạ? Hai chức ở đây chúng ta quy nó về C3H6OH tất cả hai lần. Và cái este này ấy, thì đó chị em nhìn cái sản phẩm nó thu được một muối khan chứng tỏ este này chứa được chứa gì ạ? cái gốc axit của cái thằng này thôi. Đấy và gì ạ? một y chứng tỏ một điều là este này chứa cái gì ạ cái phần gốc ancol là chính là cái thằng ancol hai chức này đấy vậy là đây là cái bài toán mà em hoàn toàn có thể kết hợp thủy phân hóa vào đây đúng không thì khi đó thì em tách ra gì ạ quy về đây rồi tách ra một hai nhiều nhóm c2 và nước nữa số mol nước sẽ âm nhá đấy bây giờ tiếp đến là chúng ta sẽ sơ đồ hóa cho thầy à, thứ nhất phản ứng về oxy những bạn nào mà không theo học thầy cái phần này có thể là em chưa hình dung ra đâu còn những bạn nào mà học từ đầu em sẽ hình dung ra thôi là biết ngay đúng không Cộng với oxy em thấy là sinh ra CO2 và nước Đấy sơ đồ hóa CO2 và nước đúng không ạ Được chưa Thế thôi xong là đó Tiếp đến là Phản ứng với nào hát Vẫn là 0,09 mol nhé Phản ứng với nào hát này Phản ứng với nào hát Sinh ra muối thì em nhìn vào đây Muối nào Muối chúng ta sẽ có anh nào đây ạ Muối thì HCO Na đúng không Và nhớ cho thầy trong muối bao giờ cũng phải đi với c 2 nhá Nó là thành phần khối lượng Tiếp đến và cộng với ancol Đấy, cộng xa xa đây tí Ancol đấy chính là C36 đấy cô oh, hát hai lần đồng ý chưa nhưng mà thằng ăn chúng ta chẳng quan tâm đâu bây giờ đầu bài cho cái gì đây số mol của xd là 0,09 mol. được chưa số mon của nao hát đầu bài cho đây là 0,1 mol. thì số mon của nao hát vì chúng ta quy về đây thì axit chúng ta đơn chức khi tác dụng nào hát thì một cái nhóm co Sơi được một anh này Thì lại mon là 1,1 chỗ này là số mol là 0,1 Đấy, số mon của anh này cũng là 0,1 nhá yeah. đừng hỏi thầy vì sao nữa bởi vì cái này nó hiển nhiên rồi được chưa Tiếp đến là những anh này chúng ta chưa biết chúng ta gọi đây là x này Đây là y và đây là z thôi Tiếp nhìn vào đây cho thầy oxy đầu bài cho là 10,752 em chưa thầy với 2,4 nào 10,752 chia 2,4 0,48 Có số mon của oxy cho em à, Bảo toàn carbon cho thầy nào Chỗ này bảo toàn carbon ra được số mon của CO2 đúng không? Carbon bắt đầu nằm trong này là 0,1 Cộng trong này là 3 Là 3x Cộng ở đây là Y Vậy bảo toàn carbon số mon anh này là xong Tiếp đến là bảo toàn hydro nhé, bảo toàn hydro sao số 1 của nước. Chỗ này là 2 nhân ở đây là Đúng nhỉ? Chỗ này không cần phải nhân nữa nhá, ở đây là 2 rồi thì nó không phải 1 luôn, tí nhầm. Cộng với đây là gì ạ? 2 3 là à, à 2 à, 2 cộng với 6 là 8. 8 thì chỗ này là 4x. Chia đôi ấy mà. Tiếp đến là đây là y và và z. Xong chưa? Nhá. Vậy là nếu mà tính muốn tính khối lượng thì m của thằng này có xong xong rồi đấy m CO2 chính bằng là 44 nhân với chỗ này đống này thôi. 0.1 cộng với 3x cộng với y. Còn m của nước thì chính bằng bao nhiêu ạ? 18 nhân với 0 cộng 4x cộng y cộng z. Đấy, cái dạng toán nó chỉ có thế thôi à. Mặc dù các bạn cứ kêu các bạn thấy không thầy sơ đồ hóa xong thầy chỉ cho em rõ. Chỗ chỗ nào mà em thấy nó khó đâu. Toàn là bấm máy cộng trừ nhân chia ấy mà. Đúng không ạ? Còn C 2 ở đây em thấy khi tác dụng nam hc 2 trong này vẫn là y thôi. Đấy và bài toán hỏi em là gì? Em phải đi tính cái giá trị của M. M đây chính là muối khan nên là đi tính cái chỗ này này. Là M là bằng bao nhiêu là xong. Bây giờ em đi tìm cho thầy y bằng bao nhiêu là xong thôi. Ê, bây giờ muốn tìm y em ra cho thầy một cái hệ phương trình đúng không? Thầy kéo đây nhá. Đây, kéo đây cho em này. Thầy kéo đây cho em này, chúng ta sẽ có y ra được hệ phương trình nhá. Nào, hệ phương trình của chúng ta ở đây có gì em nhỉ? Thầy phương trình ở đây ý là chúng ta sẽ có gì? Thứ nhất là số mol của x đúng không? Số mol của x này chính bằng em nhìn đây này, số mol của x thì phải trừ đi cho thầy cái trường hợp là CH2 bởi vì CH2 nó không tính vào số mol của x đâu nhá. đây chính là 0.1 đúng không? Cộng với ở đây là x cộng với nước đây là z bằng bao nhiêu ạ? À? Bằng 0.09. Được chưa Một phương trình. Phương trình tiếp theo là có số mol của oxy, đúng không? Các bạn trong nhóm tổ luyện đề chú ý thì ta có cái động tác là bảo toàn e bảo toàn e này bảo toàn e cho bài toán đốt cháy nhớ chưa thì nhìn này chỗ này ấy, thì các bạn trong nhóm vip sẽ hiểu đúng không như thầy cứ dạy nhá nhưng bạn nào không hiểu thì em đăng ký khóa tổng hợp luyện đề của thầy em sẽ hiểu thôi nào chỗ này là cộng một này chỗ này là cộng một đúng không đúng chưa vậy là một với một là hai hai nhân không phải một đúng không chỗ này là không phải hai cộng với c đây là dương bốn hero cộng một đúng không chỗ này oh trừ là âm một đúng chưa Vậy là 3, 4, 12 cộng với 6 là bao nhiêu? 18, 18 trừ đi 2 là còn gì ạ? 16x Cộng với chỗ này là carbon là dương 4 Đây hero cộng 1, 6y Còn nước thì không không cháy rồi Bản chất nước không cháy là Bởi vì đây là H cộng là 1 Oxy âm 2 Vậy 2 với âm 2 là hết mất rồi Do đó không có Z đâu Nhớ chưa? Nước nó không cháy Kiểu như thế Em hình dung như thế nhá Thì bằng mấy lần số mon của oxy ạ? À? 4 lần số mon của oxy là 0,48 Nhá Hình dung vấn đề chưa? Vậy bảo toàn E xong nếu mà em không biết bảo toàn em, em lại viết phương trình phản ứng đốt cháy của từng thằng kia ra thì nó mất thời gian. Tiếp đến em khai thác thông tin này này. Đầu bài cho em là cái gì? Số khối lượng của CO2 trừ đi khối lượng của nước thì nó bằng bao nhiêu ạ? À? Bằng 10,84. Đấy, 10,84. Em ra được một phương trình nữa rồi đấy. Nha, nghĩa là khối lượng của CO2 là 44 em nhân với bao nhiêu ạ? À? 0,1. Chuẩn bị bấm máy cho thầy cái mấy bạn trong nhóm vip ơi. À? Cộng với y. Trừ đi khối lượng của nước là 18 nhân với 0,1 cộng với 4x cộng y cộng Z bằng 10,84. Từ đây em suy ra cho thầy x bằng bao nhiêu, Đấy, y bằng bao nhiêu và z bằng bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm đến y thôi. Hình dung chưa? X bằng 0,07 thầy cảm ơn Hoàn Văn nhá. X bằng 0,07 này. Y bằng bao nhiêu em? một à? Và z bằng bao nhiêu ạ? À? Z bằng bao nhiêu ạ? À? Z bằng âm về 0,04 à? ok ừ đi rồi <laughs> à những bạn nào còn sao thì comment sao tiếp cho thầy nhá <laughs> ok âm không phẩy không tám đúng không ạ nhá rồi thế quan trọng là đi tìm y thôi đúng không y mà không phải một thay vào đây. À, 0, đấy không một thế xong rồi vậy m chúng ta ở đây chính là bao nhiêu à m chúng ta ở đây chính là bao nhiêu em nhân với thằng này với sáu tám em nhân với thằng này với 14 là xong mà thấy ở đây cùng số mon vậy là em lấy sáu tám cộng với 14 tất cả nhân với không phẩy một Vậy ra cho, cho, thầy m bao nhiêu ạ? 68 82 nhân 0 là 8,2 xong 8,2 g. Đấy, nhá, những bạn phú thọ làm ra kiểu như này không? Và đáp án chúng ta đó là B em nhá. Mấy đấy hiểu bài không? Hiểu bài tặng cho thầy một ít sao thì đó cho nó rực rỡ và comment uh, động viên thầy Phạm Thắng nhá. Úi giời, lại tiếp một câu nữa. Chết. Nói chung là chúng ta xơi được mấy câu này xong thì những cái câu tiếp theo lại dễ lại băng băng đúng không? Thầy chữa logic nhá. Rồi ok. Câu số 27. Câu số 27 thì lại phải để ý cho thầy là hỗn hợp X của chúng ta đây gồm hai este, đúng không? Mà có cùng công thức phân tử là C9H10O2 nó lại nói là chứa vòng benzen này mà đến đây thì buộc em phải đến tầm này phải biết là thằng C9H10O2 nó có mấy đồng phân. Đấy, và nhìn vào đây có hai este mà chứa vòng benzen này tư duy trong đầu nhá là có khả năng tôi dự đoán là có este của phenol và có este của ancol. Và muốn biết thì đi kiểm tra cho thầy chênh lệch giữa số mol của ester và số mol của kiềm dùng đúng không? Ở đây em thấy này. Để phản ứng hết với 22,5 gam hỗn hợp x tức là bao nhiêu mol đây? Nghĩa là số mol của x đây bằng bao nhiêu? Bấm máy luôn cho thầy nhá. Bấm luôn cho thầy đi, 100 à thằng này 150, bấm cho thầy 2,5 trên 150. Và cần tối đa là từng này gam KOH bấm máy cho thầy chia cho 56 Thì xem có chênh lệch không chênh lệch cái có thể suy ra cho thầy ngay là có ester của phenol thôi Nhá được chưa X chứa ester phenol và ester của ancol. Và người ta lại cho em một cái thông tin tiếp theo nữa gì? Khi mà em cô cạn nhá. thì em thu được là chất rắn e đây này. Chỉ gồm có hai muối Y và Z trong đó người ta có một thông tin là gì ạ? MI là lớn hơn 890 và gì ạ? nhỏ hơn MZ. Cái này rất quan trọng bởi vì khi đó người ta em phải xác định rõ luôn thằng Y và thằng Z là thằng nào. Và người ta cho em phần trăm khối lượng của Y hỏi phần trăm khối lượng của Y trong E giá trị gần nhất thì bao nhiêu thì câu này là À, mức độ là cũng cận cận vận dụng thôi chưa phải câu khó đâu nhá yeah. thì em nhìn nào bắt đầu này rồi số mon của x ý, thì em tính ra cho thầy nó bằng 22,5 chia 150 22,5 chia cho 150 nó bằng bao nhiêu 0,15 đúng không đây này 150 là mà lớn của thằng này thì em thấy nó có phải là 11,2 chắc là nhỏ hơn thôi chia cho 56 bằng bao nhiêu 0,2 vậy là nhỏ hơn số mon của cao hát đúng không là bằng 0,2 được chưa có sự tranh lệch nha thầy phân tích cho em rất kỹ về cái bài toán ST của phenol rồi em có thể suy ra ngay cho thầy là x sẽ chứa gì ST của phenol nhá được chưa và cái thằng c 9 h 10 u 2 này chúng ta nhầm nhầm ra là biết ngay thằng ST nào rồi nhá và lại có một cái thông tin nữa rất là quan trọng đó là gì ạ đó là m của z lớn hơn m của y và lớn hơn 90 mươi em chú ý cho thầy à, thu được hai muối Mẹ có hai st mày st của phenol Điều đó chứng tỏ là hai cái este đó phải chung gốc axit. Nha, chung gốc axit. À, bởi vì một cái muối kia là muối phenol uh, lát mà, đúng không? Vậy chúng ta có với cái công thức C9 của x kia, x của chúng ta là C9H10O2 em phải nhầm ra ngay cho thầy hai cái este. Hai cái este thứ nhất là este của phenol, đó là kiểu gì em nói chung em phải nhầm ra thôi. Và ví dụ ở đây là CH3 COO nhé Thế thì phải trung gốc axit mà hai thằng này trung gốc axit thì đây là CH3 COO đi Đấy chỗ này là nếu mà ester của phenol là C6H4 đi Thì em thấy đây là hai này, tám 8 này còn chỗ này là con CH3 nữa Đúng không? Bởi vì cái thằng này em phải nhớ đồng phân của nó thôi Để Tiếp đến là đây là ester của phenol nhé đây, Em thấy là cái vòng của chúng ta đính trực tiếp với cái cái cái, cái nhóm chức COO này là ester phenol Còn ester của ancol cái thằng đồng phân của nó là thằng CH2 nhảy vào đây này được chưa? c 2 nhảy 2 ở đây chỗ này là C6H5. Đấy thì những hai thằng này khi mà cho tác dụng với NaOH. Chính ra muối là muối gì đây? Muối thì đây chung gốc axit, một muối là CH3COONa. Muối còn lại chúng ta chính là cái thằng này này. À, CH3 này, C6H4 này. ONa thôi. Xong. Thế thôi. Và đến đây thì thầy làm tắt nhá, bởi vì là thầy dạy cho em rất kỹ cái phần bài toán este của phenol rồi. Em thấy là hỗn hợp X này đầu bài cho em số mon đây là bao nhiêu? 0,15 đúng không? Số mon nào H đây đầu bài cho bao nhiêu? 0,2 Thì ra sẵn sàng em tính ngay được cho thầy số mon của Estephenol chính bằng hiệu này Nhìn rất dễ luôn Này hiệu này Thầy đã phân tích cho em và giải thích vì sao rồi Em chỉ lấy số mon của nào H Em trừ đi số mon của hỗn hợp là ra số mon của cái thằng estephenol. 0 0,2 chứ này là 0,05 Đấy Xong Thằng này có số mon Tiếp đến là số mon của thằng này em thấy là tổng là 0.15 rồi Thì chỗ này là thì chỗ này là một thôi được chưa? Nhanh không? nhá yeah. Tiếp đến là gì? Bảo toàn cái gốc C 3 co đi Nó sinh ra từ thằng này này Và sinh ra từ đây này. Chỗ này không phải 05 Chỗ này không phải 11 Thì chỗ này tổng là không phải 15 thôi Thế còn cái gốc C6H5ONA này Nó sinh ra từ cái thằng này này Số mon là gì ạ? Không phải 05 Và đầu bài hỏi em là gì? À, muốn tính phần trăm khối lượng của Y gì? Thì uh, Y là cái thằng mà có khối lượng nhỏ hơn Z Thì đây chính là Y này Được chưa? Còn đây chính là Z M của anh này M của anh này em thấy nó bằng bao nhiêu Em chỉ cần nhân với chỗ này là uh, Anh này là bao nhiêu nhỉ Anh này 98 À quên Từ từ Úi dồi Tí đứt Thầy xin lỗi Tí nhầm Tí xỉu luôn Đây là cao hát Rồi thầy thầy không đọc comment để cho đỡ bị mất tập trung nên Thành ra là Không để ý chỗ này Không biết là các bạn có comment như thế không nhỉ Rồi đây chỗ này là Kali nhá Tí nhầm Rồi Chỗ này là bao nhiêu 39 cộng với lại 15 cộng 44 là nhân với 98 ở đây cho thầy rồi, tí nhầm nha May là liếc comment cái không thì <laughs> Quên mất Tí nhầm nha Nhưng mà thầy nhầm như thế Em lại lại sẽ có một cái hiệu ứng Em sẽ nhớ lâu đấy Chỗ này thì hiển nhiên Chỗ này ngày 146 rồi Nhân cho thầy 0,15 nhân với 98 Cộng với 146 Em nhân với 0,05 22 Xong rồi đấy Vậy từ đây em tính ra được cho thầy Là phần trăm khối lượng Người ta hỏi là khối lượng của Y

Rồi câu số 27 xong nhá Let's move on to uh, next one à, Câu tiếp theo đi Ui rồi Bắt đầu sang câu mềm mại hơn tí Đó là câu số 28 Rồi comment đáp án cho thầy câu số 28 nào Rồi rất tốt rất tốt Còn bạn nào đang xem không Hay là nghỉ thôi nhờ <laughs> Các bạn nào đang xem không? Sao mà dạo này nhóm uh, à uh, gì nhỉ? page của mình có nhiều thành phần bố láo mắt dậy vào comment thế nhỉ? Chắc là phải nghiên cứu để 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 chặn thêm mới được. Blog blog hơi mệt đấy. Học sinh bây giờ chán thế Dạy dạy cho nhiệt huyết như thế này rồi mà vẫn vào comment linh tinh không biết cái thành phần đấy nó ở đâu ra không biết. <laughs> rồi comment cho thầy câu số uh, 28 nào. Đấy, các bạn thấy không? Đề mới đến câu 28 rồi mà chóng hết cả mặt rồi nhưng mà thầy dạy hơi kỹ bây giờ thấy tăng tốc lên nhá nào chất xyz chúng ta là những carbon hydrat em thấy có đặc điểm em chia ra x là chất rắn ở dạng bột vô định hình và màu trắng ừ. này, dạng bột vô định hình màu trắng này ấy, thì chưa loại được mấy thằng kia cũng sơ sơ giống nhau y ấy là đường phổ biến mà có trong cây mía của cải đường vậy là xác Đấy gạch c đi à, được chưa bởi vì đây là y đây là, là fructose là không đúng rồi Đấy, còn z là sự dư thừa z trong máu người là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường Vậy Z là glucose Đấy, Vậy là glucose thì, thì phải gạch A đi Và gạch D thì đáp án chúng ta chính là B thôi nhá. X đây Y đây Và Z đây em nhớ chưa Thì cái này là mất thời gian thôi em nhìn kỹ là được Rồi câu số 9 có cần thầy chữa không Câu số 9 này cũng như chữa rồi đấy Câu số 9 thì như thầy chữa rồi đấy Câu số 9 này thầy đã từng chữa cho em rồi đấy Có cần thầy chữa không Câu số 29 có thể cần thầy chữa cho không? Còn bạn nào đang xem nhỉ? 29 thì như thầy chữa rồi nên thôi nhá. Ừ. Rồi rồi có nhiều bạn nói là thầy chữa rồi. Và đa phần là các bạn trong nhóm khóa tổ hôn luyện đề của thầy đúng không? Những bạn nào mà muốn học thì cứ vào trong khóa tổ hôn luyện đề của thầy thì em xem nhá Rồi sang câu 30 đi. Câu 29 thầy chữa cho em rất nhiều rồi đấy. Đúng luôn đề ngày xưa thầy soạn cho bạn rồi. Nhá, câu 29 thầy đã chữa cho em rất nhiều rồi đấy. Nhớ là thế. <laughs> dạy cả free và cả bên ngoài ở à bên trong group là thầy đã chữa câu đấy mấy lần rồi thầy nhớ thế nhìn cái là biết ngay là đề thầy đã cho em rất là nhiều câu rồi chẳng qua em không chịu học thôi rồi câu số 30 thì câu này cũng là, là thầy cho em làm rồi đúng không câu này thầy cũng cho làm rồi nhá câu số 30 này thôi thầy chữa cho nào câu 30 em nhìn ở đây này. x của chúng ta uh, cho cái sơ đồ và đứng theo đúng tỷ lệ mon như thế này chú ý là thầy tỷ lệ mon nhá thì ta có này X tác dụng với NaOH tỉ lệ mol 1:2 mà thu được nước này để ý này, chỗ này rất quan trọng rồi, để ý này. Và thu được hai chất đây là X1 và X2. X1 chúng ta tác dụng được với H2S để thu được X3 và một cái muối uh, natri sunfat hữu cơ này thì X1 chúng ta em khẳng định luôn cho thầy đó chính là muối thôi. Thì nếu mà X1 là muối thì X3 sẽ là axit, đúng không ạ? Ê, và bây giờ tìm thấy X3 rất mềm mại từ B. Từ B em có thể tìm thấy được ngay cho thầy X3 luôn. Bởi vì là sao? X3 là axit, axit đấy khi tác dụng với X4 thì tạo ra cái gì ạ? Polyethylene terephthalate thì cái thằng X3 là axit đó chính là axit gì ạ? Axit phthalic đúng không? Nhá, yeah. axit terephthalic thì đấy nó là C6H4 cái thằng này chúng ta rất là nhớ dễ nhớ rồi là COOH tất cả bao nhiêu ạ? À? Hai lần. Nhá, yeah. vậy là em ra được cho thầy là cái thằng là X3 rồi. Đấy, ra được X3 thì cái thằng X4 ấy, để mà tạo ra anh này thì x4 chúng ta chính là ethylene glycol thôi C2H4OH hai lần thì cái này em phải nhớ nhé ở phần polymer ấy. Đấy, do đó em là kết hợp kiến thức polymer vào thì em phải nhớ được cho thầy thì em sẽ suy ra được x3 và x4 khi em suy ra x3 thì em biết là x3 nó chính là sản phẩm của thằng x1 này thì từ đây em suy ra cho thầy ngay thằng x1 thôi x1 chính là muối như thầy nói muối này muối gì ạ muối natri đúng không thì nó chính là của cái thằng này này C6H4 này COONA tất cả hai lần thôi Đấy, đây là em ra được cho thầy là x1 rồi nhá. Tiếp đến là gì ạ? Cái thằng x của chúng ta ấy, thì em thấy là hợp chất hữu cơ công thức phân tử C9H8O4. Đấy, nếu mà em thích tính ấy, thì em tí thấy, thấy cái k của x chính bằng bao nhiêu bằng 6. Đấy, à, 6 này thì em thấy nó có phải là bằng 4 cộng 2 không? 4 cộng 2 thì trong số 4 đây chính là vòng. Đúng không? Cái phần 4 này nó chính là vòng đấy. Còn 2 ở đây chính là gì ạ? Nó chính bằng là 4 vòng này. 4 là chính là vòng đấy, được chưa? Là một vòng này cộng với hai đây chính là hai cái liên kết pi ở trong cái mạch à, gốc chức của chúng ta phần chức được chưa vậy anh này là chứa vòng và có hai cái nhóm COO gì đó đấy, công thức là C9H8O4 vậy em hoàn toàn có thể suy ra được x đấy cơ bản là ra được x rồi x có công thức là như thế nào nó phải là có bộ khung của thằng x1 này đúng không có bộ khung của x1 là C6H4COO gì đó đúng không hình dung chưa nhá này C6H4 này COO gì đó và đây là COO gì đó. Thế nhưng mà em thấy là uh, khi mà phản ứng với NaOH ấy thì sinh ra là nước. Đấy. Và gì ạ? Sinh ra được nước ấy, thì cái một cái gốc này nó phải là gốc axit. Thì khi tác dụng NaOH thì mới sinh ra được nước này. Chỗ này chú ý phải tinh ý vào nhá. Thì em trừ xuống nguyên tử carbon đi. Chỗ này là tổng nó bằng 9. chỗ này là 6 với lại đây là 2 là 8 rồi thì còn lại chỗ này nó là CH3 thôi. Đấy, vậy x2 của chúng ta em suy ra cho thầy ngay. Đấy, từ đây em suy ra cho thầy x2. Chính là CH3OH thôi. Được chưa? Đấy, đấy chính là thằng x thôi. Mềm mại, rất nhẹ nhàng. Mà câu này như thế cũng đã chữa cho các bạn rồi đấy. Nhá. Thế <laughs> vậy thì x3 nào, chú ý cho thầy. Ở cái phản ứng D là x3 là anh này. Được chưa? Cộng với hai phân tử x2, đây là cộng với hai này. Đấy, thì tạo ra được x5. Thì từ đây em suy ra cho thầy là x5 thôi. X5 mà chúng ta phải tìm đó chính là C6 H4 COO CH3 và COO CH3. Được chưa em? Nhá. Yeah. Và M lớn của anh này bằng bao nhiêu? M lớn của anh này bằng bao nhiêu em? Bấm thôi. 6 nhân với 12 cộng với 4 cộng với lại 88 cộng với lại 30 bằng 194. M lớn của anh này là 194 và đầu bài nó hỏi em là M lớn của X5 mà. Chính là bằng 194 thôi. Nhá. Yeah. <laughs> Nguyễn Trinh sáng mai thầy có dạy không ạ? À? Ơ cái mấy ông này buồn cười ấy nhỉ? Thầy đã bảo rồi là thầy dạy livestream lý thuyết cho các em là phải từ tuần sau. Là từ 22 tháng 3. Các bạn toàn nhầm nên thành ra là các bạn cứ gọi thầy dạy sớm. Từ tuần sau nhá. Từ tuần sau thầy sẽ chữa à, thứ sẽ bắt đầu chiến với các em. Thầy để cho thầy nghỉ một thời gian nữa chứ. Bắt đầu từ 22 tháng 3 nhá, ghi lịch cho thầy nhá. 22 tháng 3 chúng ta sẽ cùng bắt đầu chiến đấu. Nào câu số 21. Cho các loại tơ như này. Nào chú ý cho thầy. Tơ đây. Hỏi em là tơ thuộc loại polyamid này, câu này thì là cho điểm rồi, thầy gạch luôn nhá. Polyamid. Này, cáp rồng được chưa? Tơ tằm được chưa? Và nylon 66. Cái này không phải giải thích nhiều nhá. Đáp án chúng ta là D. Em có ra D không? Polyamid được chưa? Có chứa nhóm amid -C -N -H đấy. Câu số 32. Câu số 32 nào, chúng ta chỉ còn mấy câu thôi cố lên nào. Câu số 32 người ta ngâm ở đây là ngâm đồng vào AGN3. Ok đồng cộng với AgNO3. Chưa biết là dư hay không dư thì thu được dung dịch X ở đây ấy thì X của chúng ta sẽ có gì ạ? À? Dung dịch X à? Dung dịch X thì kiểu gì cũng có là CuNO3 tất cả hai lần rồi và nếu có thì có khả năng có cả AgNO3 dư cứ để đó. Có hay không thì để nghiên cứu tiếp. Sau đó thì ngâm sắt vào đây. Ngâm sắt vào, sắt thì đây lại dùng dư. Đúng à. không? Wow. Cho sắt vào đây dùng dư thì thu được dung dịch Y Dung dịch Y thì chúng ta phải chứa thằng nào Rồi Thì đây em nhìn cái cặp của chúng ta đây Chúng ta sẽ có sắt gì uh, FE2 cộng Đúng không Trên FE uh, đúng không Nếu mà chỉ có đồng 2 cộng thôi ấy, Thì chúng ta sẽ có là CU2 cộng Trên CU Đúng không Đấy Còn nếu mà có bạc Dư chẳng hạn thì có AG cộng trên AG Đấy chúng ta có cái dãy điện hóa này Các bạn cứ nhớ dãy điện hóa cho thầy Nhá thì uh, cuối cùng thì có sắt dư mà sắt của chúng ta mà dư thì sắt nó cử cái thằng đồng hai cộng này xuống uh, đồng tạo ra f 2 cộng nếu có bạc dư thì cho thằng này xuống bạc rồi cũng chỉ tạo ra f 2 cộng thôi được chưa và sắt dư thì không thể nào còn ag cộng hay là đồng hai cộng dư ở trong đó nữa thì những trường hợp này loại đi thôi nhá đấy không có thằng này đâu uh, loại đi thôi nhờ yeah. sắt dư thì còn chả bao giờ có thằng f 3 cộng đây được đáp án chúng ta là a thôi được chưa đừng bao giờ sai những câu này nhé fn 3 tất cả hai lần thôi em ạ nhớ thế trong đầu ok chưa Được rồi câu số 33 nào câu này thì cũng là một cái kiểu cũng đã thấy đã cho cho rồi đấy mang máng rồi đúng không đấy, chưa hình dung ra đó sẽ giải câu này như thế nào đọc cái đã hỗn hợp x của chúng ta đây có glucose c6h12o6 này sacrose c12h22o11 này Người ta cho ở đây thứ nhất là M gam X phản ứng trắng bạc đúng không? À, trắng bạc thì chỉ có cơ dơ, trắng trắng bạc thôi, còn xác xác dơ chúng ta không có tính khử. Nhá, thằng này không trắng bạc. Thu ở đây là hai mol kết tủa xong. Thứ nhất, glu trắng đây là hai bạc. Được chưa? Số mol của anh này là đâu bài cho bao nhiêu? 0,2 mol. Thì suy ra số mol của glu là 0,1. Em à, chưa? Tiếp. Tiếp theo là người ta đốt Đốt ở đây là đốt hoàn toàn M gam X là gồm cả hai thằng này. Vậy X của chúng ta là gồm là gì? C6H12O6 và C12H22O11 đúng không? Đốt thằng này số mol có rồi. Và vẫn M gam thì số mol của glu em đã tính được ở trên nó là 0.1 mol rồi. Số mol thằng này chưa biết là X mol đi. Đúng không? Đấy, chỗ này là đầu bài cho là đốt M gam đấy. Sơ đồ hóa là cái là nhìn nó mềm mại ngay. Sau đó thì uh, cho phản ứng với oxy Đúng không? Thu được là gì ạ? CO2 và thu được nước. À, rồi rồi rồi, CO2 nước có số mol là 1,26. À, câu này ấy nhìn đốt hai cái thằng carbon dioxide này ấy, thì luôn nhớ trong đầu là số mol CO2 thu được bằng bao nhiêu thì sẽ bằng số mol của oxy. À, mà số mol oxy đầu bài đang cần tìm chính bằng a xong. Vậy em chỉ cần tìm cho thầy số mol của CO2 là xong. Mà muốn tìm số mol của CO2 thì em làm gì? Em phải đi tìm được x đá, sau đó em bảo toàn carbon ra số mol CO2 là xong thế thôi nào chúng ta sẽ có bảo toàn hydro là xong rồi đúng không hydro ở đây ấy số mol của nước có thì bảo toàn hydro thôi đúng không à, số mol của hydro sinh ra từ thằng này là 12 nhân không 1 một nhẩm thôi nhé cộng với thằng này là 22x đúng không thì bằng bao nhiêu 2 nhân anh này 2 nhân đến 1,26 từ đây tính là cho thầy x bằng bao nhiêu bấm này cho thầy x bằng bao nhiêu đi 2 nhân với 1,26 đúng không? Đấy các bạn thấy câu nó mềm mại không? Trừ đi 1,2 đúng không? Bằng em chia cho 22 0,06. Đấy thì đây x bằng 0,06. Đúng không ạ? Đấy thì em bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon là ra số mol của CO2 đúng không? Đấy, bảo toàn carbon ra số mol CO2 đây carbon đây là 6 nhân 0,01, 6 nhân 0,1 chứ. Cộng với đây 12 nhân với 0,06 thì chính bằng là số mol của CO2. Được chưa 0,6 nhân với À cộng với 0,06 nhân 12 1,32 Đấy bằng 1,32 Thì A đây chính bằng 1,32 thôi Đấy và số mon Bằng 1, thì đáp án là C thôi Được chưa Rồi rất tốt Câu số 33 đã xong Chúng ta chuyển sang các cái câu lý thuyết đếm Đó là câu số 34 Thứ nhất đếm nào, đếm thì hỏi chúng ta ở đây số phát biểu đúng, do là chúng ta bắt đầu đếm nhá, thầy sẽ đếm cho em số phát biểu đúng nhá. nào, thứ nhất, a, à, PVC được dùng làm vật liệu cách điện ống dẫn nước và che mưa da nhân tạo Ô, chuẩn rồi, có là đúng thì thầy gạch luôn nhá. b, cellulose chúng ta là nguyên liệu để sản xuất giấy viết tơ nhân tạo, đúng, tơ nhân tạo cellulose trinitrat ấy. đúng này. À, ý c, dùng dấm ăn thì có thể làm sạch các cái vết dỉ kim loại hoặc là làm tan cặn ở trong phích nước chính là dùng giấm ăn để chúng ta có thể rửa các cái nước cứng đá vôi nó bám ở trong trong phích của chúng ta vân vân ấy nó lại coi đúng nhá nhưng mà nói chung mất thời gian em mà dùng để rửa đấy khá là mất thời gian chưa có thể tận dụng dầu mỡ này à dầu ăn mỡ phế thải à, chú ý đây là mỡ phế thải chứ không phải là dầu phế thải nhé nếu mà dầu phế thải ấy, thường là các cái dầu máy ấy thì nó là các hydrocarbon đây là mỡ phế thải mỡ phế thải thì có khả năng không phải là không phải là mỡ ở trong các cái uh, trong cái máy móc đâu mà đây là mỡ chúng ta kiểu đun lâu ngày rồi chúng ta bỏ đi thì là tóm lại dầu ăn và mỡ thì để sản xuất glycerol và xà phòng thì đúng rồi chuẩn vậy là có bốn anh đúng đã phải loại cho thầy c và d đi nhé uh, e khi nấu riêu cua thì gạch cua nổi lên là hiện tượng hóa học sai e sai đây hiện tượng vật lý thôi Vậy e chúng ta là sai này. Được chưa? E sai vậy chúng ta có bốn đáp án đúng là đáp án B nhé em nhá. Các bạn có chọn ra B không? Hiện tượng đông tụ đông tụ khi nấu riêu cua. các bạn nào hay ăn lẩu riêu cua bắp bò thứ không? Hoặc nấu bún riêu cua ấy nhá, câu số 35. Câu số 35 phát biểu nào sau đây là sai? A ancol metlic CH3OH mà dùng trong chế biến thực phẩm à. Có vẻ câu này sai nhỉ câu này uh, chế biến thực phẩm bởi vì thầy các bạn gửi đề cho thầy thấy đi làm cả ngày thấy chưa thời gian đọc qua đề thầy thầy chỉ lướt qua để biết được cái dạng cái form do đó nhiều khi thầy cũng chưa đọc kỹ chưa hình dung nhưng mà thầy thấy câu này là sai rồi sai thì đáp án chúng ta chính là a rồi em ăn côn metallic chả bao giờ dùng để chế biến thực phẩm cả nhá này còn độc nữa được chưa nhá cồn mà chứa thằng này là đứt đấy thế thì chúng ta sẽ kiểm chứng bằng cách kiểm tra ba thằng còn lại xem nó có đúng không ý b thành trong thành phần sữa chua có chứa axit lactic đúng rồi ấy formalin rồi vân vân được dùng ngâm xác động vật đúng rồi. Thầy cho câu này các bạn rồi đấy. Uống nhiều rượu thì có rất hại cho sức khỏe hiển nhiên. Wow, uống nhiều rượu thì sẽ gây nghiện rượu nhá, yeah, hại sức khỏe lắm. Rồi 35 chính xác là A rồi đấy. Câu số 36 nào. Nhiều câu hỏi đếm quá nhỉ. C2H5OH mới chế biến thực phẩm đúng không? Ừ, hình như là thế. Nó có thể là để kiểu như là tính để để rửa, rửa trong rượu chúng ta nhiều khi là chúng ta dùng rượu chúng ta nấu trong nấu ăn có kiểu như thế thì nhưng mà chắc chẳng hỏi kiểu đấy đâu nó chỉ cho một cái câu gì nó sai hẳn đi bởi vì thằng kia nó độc mà đúng không <laughs> tiếp nào để tinh chế được bạc nhé bị lẫn gì ạ câu này hỏi số phát biểu đúng nhé để tinh chế được bạc tới là 5 giờ sáng thầy sẽ cho các bạn một loạt các kiểu câu hỏi đếm này cho các bạn cho nó sướng nhá máu không rồi thầy sẽ cho các bạn một loạt các kiểu câu này ở trong khóa tổ đề sắp tới gần à, khoảng là đầu tháng tư chẳng hạn đấy thì mà thầy thấy các bạn lý thuyết hòm hòm thầy sẽ tăng cái độ khó lý thuyết lên cho các bạn luyện hết một loạt các câu lý thuyết đếm như này ngon ngay yên tâm nhá chúng ta quét sạch phần lý thuyết kiểu gì cũng phải trên 7 chẳng hạn nó bắt đầu là tập trung vào phân dạng từng cái câu ở mức độ là cho điểm ở thông dụng xong bắt đầu là vận dụng xong bắt đầu là à, thông hiểu xong bắt đầu là tăng dần vận dụng yên tâm như thế cứ như thế 3 tháng rưỡi chúng ta sẽ rất chắc kiến thức nhưng phải quyết tâm nhá rồi để tinh chế bạc mà bị lẫn sắt ấy, Thì người ta có thể dùng anh này thì đúng rồi nhỉ? Yeah. Đúng rồi đúng không? Em hoàn toàn có thể cho là sắt nó vào à, Cho thằng này vào sắt để tác dụng với FSL2 à, 3 để tạo ra FSL2 thôi Đấy, Nhưng mà thằng FSL3 này tính oxy hóa nó, 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 Tóm lại nó có cái cặp này này FE3 cộng em cứ nhớ cặp các cái cặp của chúng ta Thì nó không thể nào mà phản ứng được Nhá. Đây này, bạc của chúng ta làm sao mà ra tấn công được E3 cộng được kiểu như thế Thì dung chưa? Rồi, vậy là ý A chúng ta sai em gạch đi. À, quên đúng. Để thầy tô ở đây nhé. Ý A đúng được chưa em? Ý B thì câu này cho điểm rồi, nhìn cái biết đúng luôn. Khi vỡ nhiệt kế thường ngân thì để loại bỏ thủy ngân thì phương pháp tốt nhất là em dùng bột lưu huỳnh. nhưng bình thường ở trong phòng thí nghiệm em sẽ thấy là nhiệt kế của em nhất là nhiệt kế rượu ấy. Nhiệt kế mà em thấy là có cái kiểu màu nó màu nó đó trông nó có cái, như kiểu có giọt thủy ngân trong ấy thì khi mà vỡ ra cái thì em phải mở cửa ra cho thông thoáng đã thoáng khí là xong bắt đầu là có bột lưu huỳnh rắc vào tất nhiên rồi bình thường thì vỡ thì chắc là nhà ta thì cầm quét luôn chứ là làm gì mà đi chạy ra ngoài đi mua bột lưu huỳnh có nói chuyện gì nữa nhỉ đúng không ạ nhưng mà tránh nhá chú ý nào gắn những khối kẽm lên vỏ tàu bằng thép phần ngâm trong nước để bảo vệ vỏ tàu bằng phương pháp điện hóa thì câu này chúng ta học mãi còn gì nữa hiển nhiên rồi đúng không thằng sắt nó sẽ bị làm sao thì đó thì sắt thì chúng ta sẽ là cực âm à, à ừ nó là ở cực âm đúng không Anode nhá ở trong tạo thành pin đấy thì sắt có tính cử mạnh nó sẽ bị ăn mòn trước rồi đi đây là sắt tây thì chúng ta là sắt trắng thiếc được chưa dùng làm đồ hộp đựng thực phẩm thì các bạn thấy là à, các cái à, đồ hộp chúng ta đựng thực phẩm thì sẽ thấy có một lớp gì ạ lớp kiểu như sắt nó sáng sáng ấy nhiều bạn cứ bảo đấy là nhôm không phải à, nhiều khi à, các bạn không biết thì thực ra thì nó chính là cái à, hợp kim của sắt với thiếc thôi Thế thì khi mà em mà dùng một cái con dao em cậy cậy ra để em uh, mở cái đồ hộp của chúng ta nhiều khi em thấy bị xước ra đúng không ạ? Thì xước đến đến cái phần sắt ở trong đó thì sắt thì chúng ta sẽ bị ăn mòn. Đúng nhá. Hình dung được chưa? Thì câu này đúng rồi. nhá, ý đề chúng ta đúng em nhé. Tiếp là cho màu Nari vào dung dịch này thu được kim loại đồng bám vào Nari, con này sẽ bét gì nữa. Natri cho vào dung dịch này có nước này. Nó sẽ tạo ra NaOH đúng không nào hát nó sẽ phản ứng thằng này tạo ra kết tủa chúng ta chứ làm sao có kim loại đồng ở đây được nhiều bạn thấy a, ah, nari có tính khử mạnh đúng không nó đẩy luôn thằng đồng ra không phải ấy, nhá tác dụng nước chú ý thế rồi về đây một hai ba bốn là 1, 2, 3, chúng ta là xem nhá ừ, mấy đứa hiểu bài comment động viên thầy vào câu nhá nếu em hiểu bài thì em thấy thầy dạy em hoàn toàn free mà thầy dạy mà nói hết sức nhiệt tình dạy từng tí cho em thì nên em hiểu bài động viên thầy có gì đâu đúng không và nhớ là cứ chia sẻ livestream về kiểu gì em sẽ học thôi À, với câu 37 thầy thấy rất là chuối luôn thực sự uh, cho quá nhiều luôn các cái câu lý thuyết đếm như này thầy cảm thấy không thích quá thích lắm đâu bởi vì có rất nhiều cái các cái dạng kiểu bài khác nhau để chúng ta có thể cho học sinh chúng ta để tăng khả năng tư duy chứ còn những cái câu kiểu như thế này thầy thấy nó hơi dài và nó thực sự nó không quá kinh khủng để chúng ta cho học sinh Nhá, câu số 37 em thấy này ở đây em nhìn thấy gì chắc là câu này thầy thầy trả chữa đâu bởi vì viết ra xong rồi đặt số mon nó vào mất thời gian kinh khủng luôn Cái này thì nó thầy không thể dạy em được cái tốc độ Bởi vì em phải làm em nhớ thôi Nhá, Em viết được phương trình phản ứng ra và em nhìn thấy chênh lệch số mon thì xem như thế nào Người ta hỏi em là trong tất cả các thí nghiệm này Thì có bao nhiêu thí nghiệm thu được dung dịch mà phải chứa được gì ạ Chứa được hai chất tan Đúng không ạ Thì câu này chắc là thầy nghĩ là thôi đi. Thầy chắc không viết được cho em nữa Nha, Em tự viết được cho thầy thôi Em viết ra đặt các cái số mon của nó vào thì thấy cái câu này nó 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 không hay nhá các bạn đồng ý không nhá thì chúng ta sẽ qua câu này đi nhá câu này không biết là câu này đáp án là cái gì nhỉ các bạn ở Vĩnh Phúc đâu rồi ở thôi để thầy xem qua xem nào thứ ra thầy xem qua thì không nhìn nó ở đâu bởi vì em đặt phải đặt số mon vào cơ nhá câu này thầy không biết đáp án là bao nhiêu đâu nhá em tự làm bởi câu này dễ rồi em tự làm nhá câu số 38 mươi thầy xem có câu này hay hay để dạy cho các bạn để các bạn uh, tiết kiệm thời gian cho em ở mùa thứ hai em học được kiến thức gì còn những cái câu đấy thì chả cần gì phải dạy đúng không ạ? Minh tặng sao thầy ơi. <laughs> Cảm ơn nhá. Ok. Mất thời gian thôi chứ nó không khó em ạ. Nào câu 38 này thì cũng không khó đúng không? Câu 38 này nhìn cái là ra đáp án. Câu này ở mức độ là chắc là chỉ mức độ chả đến thông hiểu đâu. Thì câu này tinh ý vào cho thầy này. Người ta cho em đây là 9,17 g mà hỗn hợp gồm hai kim loại này em thấy nó đều có thể tan ở trong nước và đây dùng nước dư lượng kiềm rất là nhiều đúng không câu này hoàn toàn em có thể thầy nhớ là ngày xưa câu này thầy sơ đồ hóa cho em rồi đấy đúng không câu này thì nó hỏi nó thừa số liệu sao nhỉ đây nó hỏi thể tích dung dịch HCl cần trung hòa x câu này như ngáo đá ấy. câu này cho 9,15 gam hỗn hợp kia để làm gì nhỉ bởi vì thầy dạy em rồi gì nữa nhá thôi được rồi có cần thầy viết không đây bản chất của thằng này có gì đâu nó chính là Nari và bari thực ra thầy nhìn cái là ra luôn kết quả ở đấy đây là 0,1 này thì nó bằng số mol thằng này là 0, à thằng này là 0,1 thì thằng này 0,2 0,2 chia đôi bằng bằng 0,1 0,1 lít 0,1 lít là 100 ml câu này chỉ làm trong vòng 2 giây thôi nhưng mà tại sao lại cho như kia nhỉ chắc là ông ấy cho để cho nó vui đúng không cho vui thôi nhá đây cho tác dụng với nước này thầy thầy xưa nhìn kỹ đề nhưng mà thầy nhìn thấy thì nếu mà đánh giá mà nhầm thì các bạn cứ comment với chúng ta ở đây là chúng ta học mà thầy đi làm cả ngày thầy, thầy dạy ở đại học mà cả ngày hôm nay thì hướng dẫn thí nghiệm tổng hợp hữu cơ cho các anh chị sinh viên do đó mà cả ngày cũng mệt rồi nhưng mà lúc chiều thì học sinh inbox thầy nhiều quá và thầy thành bảo thấy anh ơi xem nào có chữa đề cho các em hay không bởi vì đây là quyền lợi của các bạn trong khóa tàu luyện đề đấy anh tổ chức cho nhá thì thứ năm anh nhá thế mình bảo là thứ năm thứ năm thì cũng được thôi nhưng mà đề vừa ra thì chữa luôn cho các em ấy bởi vì các em inbox hơi nhiều thì chữa cho các em để các em ý nhớ luôn để kiểm tra luôn thầy mới lướt qua và nhìn thấy khá là ok thì thầy chữa cho các bạn nhưng mà hơi trâu để hơi trâu nhỉ nào khi tác dụng với nước em thấy là bản chất hai ngày dung dịch kiềm tác dụng với nước kiểu gì cũng tạo ra được dung dịch kiềm chúng ta thôi đúng không dung dịch kiềm kiểu gì cũng có na cộng và ba hai cộng đúng không và oh trừ đúng không em ngoài ra thì còn gì nữa nó còn khí hero thoát ra đầu bài cho cái kìa nhá thì sau đó thì người ta mới cho gì cho để trung hòa thằng này bản chất của phản ứng này là phản ứng là h cộng ở đây này với oh trừ thôi để trung hòa thôi bản chất là h cộng cộng với oh trừ tạo ra nước thôi đấy em hiểu như thế thì đầu bài nó cho số mon của khí ở đây là không phải một mon ấy thì ta thấy là số mon của thằng hcl ở đây chính là 0. bao nhiêu hydro đây không phải hai đây là không phải hai không phải hai đây thì đấy kiểu như thế thì em viết hai giai đoạn ra bản chất phải đi qua thằng H UH trừ này nhưng mà thầy dạy cho em rồi nó dùng là hcl thì là gấp đôi số mon khí đúng không còn dùng hai bốn thì bằng số mon khí đúng không nhá thì đây không phải hai thì chia hai là không phải một là 100 ml Sao lại cho thêm cái thằng kia là cái gì ta Ok Câu số 38 đã xong và bây giờ thầy sẽ chốt cho em câu số 39 nhỉ yeah. Câu này nó nhìn nó củ chuối kinh khủng nhưng mà câu này nó không quá khó đâu Bạn nào chịu khó muốn thầy chiến cho thì thầy chữa cho Câu số 39 thì nhìn nó hơi dài thôi <cười> <cười> Nhìn câu số 39 bỏ qua luôn nhưng thầy sơ đồ hóa cho em em sẽ nhìn thấy ngay Không phải đến mức phải bỏ qua đâu nhá Thì bây giờ em đọc đầu bài cho thầy Nào bây giờ thầy sẽ phân tích cho nhé Ngồi tịnh tâm vào này Câu này ấy, nhìn thế thôi nhưng mà em thấy số liệu nó không quá kinh khủng đâu Thầy lướt qua rồi thầy mới quyết định chữa cho các bạn đấy Nha, Câu 39 này ấy, em ra B đúng không? Sai rồi B là sai, thầy đoán thế Bởi vì thầy đã làm đâu <laughs> thầy, Các bạn một sáng vừa ra đề bây giờ Thầy làm cả ngày bây giờ mới Thầy nhìn đề làm sao mà thầy biết được Nhưng mà thầy nhìn cái kiểu này ấy, Thì câu này cũng đơn giản thôi Thầy phân tích cho mấy đứa xem Đấy, Bây giờ muốn đỗ đạt bây giờ toàn thủ khoa đang ngồi ở đây đúng không Các bạn điểm danh cho thầy xem có bạn nào muốn thầy chữa không thầy sẽ chỉ cho và lần sau em gặp cái kiểu như này em cứ thêm làm thôi nhá có thầy có muốn thầy làm chứ không có muốn thầy làm không thế thì thầy hướng cái tư duy cho thì sẽ thấy rất là nhanh thôi nào bây giờ chúng ta thấy hỗn hợp nhá làm nhá nào em thấy này hỗn hợp x của chúng ta đây, em nhìn này hỗn hợp x em chứa thấy chứa bốn nguyên tố này đúng không carbon này hydro này oxy này và nitơ đây thầy sơ đồ hóa cho em để em dễ nhìn nhá Đấy sau đó thì em chia thành em không chia gì cả. Em thấy thứ nhất này là nó đốt đúng không? Em nhìn nhá. Đây thầy trình bày cho em để em dễ hình dung ra ngay đây này. Thứ nhất là gì ạ? Em thấy là đốt này. Đây đoạn này đốt nhá. Nhìn đốt ở đây này không phải không một mol đúng không? Cần dùng vào đây là từng này oxy. Vậy ở đây có oxy và có số mol của oxy. Thu được sản phẩm của chúng ta em thấy này. Có carbon đốt thì kiểu gì cũng sinh ra CO2, có hydro đốt kiểu gì cũng sinh ra nước đúng không em? Và có nitơ đốt thì sinh ra khí nitơ thôi. Đấy, em cứ viết như thế cho thầy em sơ đồ hóa em sẽ ra được cái, cái rất là đơn giản sau đó là người ta sụp toàn bộ sản phẩm vào nước vôi trong đúng không thì đấy sụp đấy đây, thầy sụp nhá sụp vào nước vôi trong bình thường đây CaOH hai lần nhưng mà nhìn đây là nó dùng dư này dư là rất thông tin rất quan trọng nhé sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn em thấy là thu được kết tủa đúng không đây từng này kết tủa kết tủa là CaCO3 em có khối lượng không có nhá Xong đó em thấy là khối lượng dung dịch giảm đúng không khối lượng dung dịch giảm thì thấy dậy rồi m dung dịch giảm nó chính bằng là phần làm cho nó giảm tức là phần kết tủa nó tách ra khỏi dung dịch đấy là m của ca co 3 Chưa đi phần làm cho nó tăng chính là cái hai cái thằng này, này co 2 này và nước nó sụp vào thế thôi nhá xong đầu bài có rồi và chú ý cho thầy là sau đó thì lại thấy là thoát ra từng này khí đấy, ở điều kiện nó chuẩn thì khí thoát ra đó chính là thằng nitơ này em thấy nhá co 2 và nước và nitơ đi vào đây đi vào đây thì co 2 kết hợp với thằng này tạo ra ca co 3 kết tủa Thế còn nước là làm tăng cái bình này lên và CO2 và nước là làm tăng cái khối lượng, lượng bình nghĩa là làm cho dung dịch khối lượng bình của chúng ta tăng lên thôi. Kết tủa tách ra là làm cho khối lượng dung dịch giảm đi thôi. Thế còn cái thằng khí mà từng này đây ra thì khí là khí nitơ đấy. Đấy thầy viết là khí nitơ cho em. Xong rồi. Thế thôi, có gì đâu em thấy là coi như em xong. Giai đoạn đây là thầy tô đậm này em nhìn thấy là giai đoạn trở về trước đây là giai đoạn số 1 đây này nhánh số 1 đây thầy ký hiệu cho em nhé. Đây. Nhánh số 1 đây em nhìn thấy không? Em thấy gọn không? Có gì đâu toàn những cái này thầy đã dạy em hết rồi gì đâu nhưng với chú ý cho thầy đây là hai phần nó không bằng nhau. Phần thứ nhất đây là 0.01 mol, phần thứ hai lấy là 4,46 cơ. Đó, phải chú ý. Thì thầy viết ra đây nhánh này nhánh 0,01 mol x nhá. Được chưa? thầy khai tác, thầy xử lý luôn số liệu trên này cho mấy đứa nhá. Đồng ý không? Em nhìn này. Oxy em có số mol chưa? Có rồi. 0,0875 đúng không em? rồi, ok. Nhá. Tiếp đến, em thấy là sục vào đây thấy kết tủa đúng không? Kết tủa ở đây là 7 g tức là 0,07 mol. Mà ở đây em thấy là lượng dung dịch kiềm chúng ta dùng dư do đó số bảo toàn carbon thì số mol carbon này này nằm hết ở đây này. Uh, 0,07 chỗ này không phải không em đã tìm được số mol của CO2 chưa? Tìm được rồi. Đúng không? Ê, nhanh nhất nữa là thấy lượng khí thoát ra là khí nitơ đây. Ê, em thấy là 0,336 đúng không? Thì số mol của nó là bao nhiêu? 0,015 mol. Thì em thay vào đây cho thấy đúng luôn bằng từ này luôn. 0,015 bảo toàn nitơ. Chật đi đâu? Đúng không? Thế giờ còn nước, thì nước nó cho em thông qua cái thông tin này này khối lượng dung dịch giảm đây là 2,39 gam khối lượng kết tủa em có rồi đây là 7 gam Khối lượng CO2 đây em có số mol của nó là 0,07 em nhân với 44. Thì từ đây em có tính được cho thầy khối lượng của nước không? Từ đây em tính được cho thầy khối lượng của nước nó bằng bao nhiêu? M nó bằng bao nhiêu thì em chia cho 18 cái em ra đô đơn số mol của nước ở đây. Đúng oh, không? Oh. Thì vô cho mấy đứa. à, M nước 0,085. Ô Quỳnh Như tuyệt vời. Đấy, vậy là số mod của nước không phải 85 luôn. Cảm ơn em. Oh, tuyệt vời quá Quỳnh Như ơi. Đấy. Thì là em có được là số mol carbon, số mol CO2, số mol nước, số mol nitơ rồi. Em ra luôn được. Đấy em có số mol tổng của thằng X này rồi. Đúng không? Thì em có phải em ra được cho thầy là carbon trong X là bằng bao nhiêu. Đúng không? Em ra được luôn cho thầy công thức của X luôn. Nhá. Ra luôn cho thầy đi. Em chỉ cần lấy được 0,07 chia cho 0,01 là do luôn được số nguyên tử carbon trong X bằng bao nhiêu là bằng 7. Vậy x của chúng ta là có C7 đã. Em lấy cho thầy đây là 0.085 em nhân 2 là 0.17. chia cho số mol của X là 0.01 nó ra được luôn là số nguyên tử hero trong X là 17 luôn rồi. Thế còn uh, nitơ thì em thấy đây là 0,15 em nhân 2 là 0.03 chia cho 0.01 thì bằng 3 N3 rồi gì nữa. Còn oxy, bảo toàn oxi. Bảo toàn oxi thầy tìm ra cho thầy xem là số mol của oxi là bao nhiêu thì lấy đây này lấy đây 0.01 này. Ờ à, bảo taro xi ở trong này em chỉ cần lấy được 0,07 x 2 ra ngay mà. Không phải 0,07 x 2 nhé. Em cộng với cho thầy đấy 0,085 nhé. Ok chưa? Em trừ cho thầy 0,0 từ bao nhiêu? 875 nhân 2 cho thầy. Ấy. Không phải Đúng không? <laughs> Đúng không? Bảo taro xi em ra được số mol oxy trong này 0,05, em chia cho 0,01 cái ra đây. Ôi giời ơi mệt mỏi chưa? Và ra luôn là x rồi đây. Đây Em ra được cho thầy x ở đây X là C17H10 c C7H17N3 O5 Em nhìn thấy nó dài nhưng thực tế là em thấy không Thầy sơ đồ hóa một cái nhánh đầu tiên mà đã sơ xong rồi Và em thấy m lớn của thằng này bao nhiêu Bấm cho thầy cái m lớn Mấy đứa hiểu không Mấy đứa hiểu thì comment cho thầy biết xem nào Cộng với N3 là 10, 14 nhân với 3 Cộng với 16 em nhân với 5 cho thầy M lớn của thằng này là bao nhiêu M lớn của x em thấy là bằng 223 Thế vậy nếu em dùng có 4,46 gram x Đấy nhìn đến đây là bắt đầu là thấy sướng này à, Thấy khối lượng Mà à, số khối lượng ở đây đầu bài lấy là 4,46 Nhìn đây, đây Chia ra đây 223 là, là đến đây mà trong vòng thi thì bảo quá à, ngon rồi Vậy là mình đã tìm ra được x là na ná à, công thức có vẻ là đúng rồi đấy Chứ còn lúc mà lấy khối lượng này mà chia cho thằng phân tử khối này mà ra lẻ là nó là phải xem lại Được nhá đúng chưa Là phải xem lại ngay đây không lại đứt ấy vậy thì đến đây ở cái giai đoạn số 2 thì kéo lên đây nhá em thấy cái bài này nhìn thì thôi mà nó dễ có gì đâu thế thầy kéo đây này thầy kéo đây cho em này thì thầy chia chia đây, đây nhá đây thầy chia đây là giai đoạn số 2 đúng không giai đoạn số 1 ý, thì là không phải không một mon giai đoạn số 2 em thấy là 4,46 mà em chia cho 22, 223 tức là lấy ở đây là bao nhiêu món không phải không hai mon đúng không không phải không hai mon x đây. cho tác dụng với gì với chú ý xem tác dụng thằng nào nào hát Cộng với nào hát thì chú ý cho thầy luôn Số mon nào hát ở đây đó là 0,06 mon Ngu trà Số mon nào hát chú ý nhá Đây là 0,06 nhá 0,06 mol Vậy em thấy là tranh lệch giữa số mol của x và số mon nào hát là bao nhiêu Tỷ lệ là 1,3 đấy Đúng không? 1,3 tình không chưa? Vậy khó nhất ở chỗ này này Học sinh sẽ khó nhất ở chỗ này này Thầy phân tích thêm một tí nữa nhá Ở giai đoạn 2 nó khó nhất là gì? Khi mà tham gia phản ứng này thu được dung dịch y ấy Đây này dung dịch y này dung dịch y ở đây mấy đứa nhìn này nó chứa là m gam ba chất tan tức là ba chất tan này nó có thứ nhất là một muối của axit hữu cơ đơn chức rồi thầy coi cái muối của axit hữu cơ đơn chức thầy gọi là rcona đi đúng không muối của axit hữu cơ đơn chức rcona tiếp đến này và hai muối của hai amino acid được chưa và hai amino acid này em thấy là đều chứa gì một nhóm COOH và một nhóm NH2 phân tử khối của bọn này hơn kém nhau 14 đơn vị carbon tức là thằng kia mà R chẳng hạn thì thằng kia phải là R cộng CS2 đấy kiểu như thế nó là hơn nhau một cái nhóm methylene thế vậy thì thầy gọi đây là R1 đi cho dễ nhìn thì amino tiếp theo ấy cái muối của amino acid à, muối của amino acid tiếp theo là R2 xong ở đây là H2N là một nhóm nh 2 đúng không và chỗ này là COONA gì nữa đúng không còn thằng còn lại thì nó chính là R3 đi À, ở đây vẫn là H2N thôi Đây là COONA Trong đó thì R3 ấy, thì hơn kém thằng kia là bao nhiêu Bằng R2 cộng với lại CH2 Bản chất là MR3 cộng MR2 thì Cộng với nhóm CH2 đấy Hơn kém nhau một nhóm CH2 Thế thôi Thì khi mà thầy phân tích cái dung dịch Y như này thì Mấy đứa hoàn toàn có thể dựa vào cái công thức này này Công thức phân tử của X Em cứ trừ số nguyên tử carbon trừ đi vân vân thì dựa vào tỷ lệ số mol bon NaOH đây là 13 mà muốn ra được là ba thằng muối như thế này thì em ghép nó vào thằng này phải ghép vào đầu thằng này chẳng hạn đúng không thằng đầu thằng này thì phải ghép đầu thằng này chẳng hạn đấy thì ghép như thế nào bây giờ thầy ghép cho là xong nhá hình dung ạ mấy đứa hình dung không Thế vậy thì qua đây em nhìn đấy cho thầy nhá qua đây em nhìn đấy cho thầy là tỷ lệ mon của nao hát này mon của gì ạ? x trên mon của nao hát này đúng không dạy tư duy đấy nhá là một ba chứng tỏ là trong thằng này phải có ba cái nhóm là gì ạ co có thể có hai nhóm co bởi vì thằng này nó là tạo bờ khi nó ra muối thì thu được là hai cái thằng là gì ạ hai cái thằng amino acid vậy là phải có một cái nhóm hai nhóm co và một nhóm n no. gì ạ h đúng không vậy x của chúng ta nhé thì viết lại là c 10 à, c 7 này h 17 này n 3 này o 5 đến đây là học sinh sẽ là bị yếu ở cái chỗ đi tìm x thôi thì em nhìn nó cho thầy thứ nhất em nhìn vào cho thầy là số nguyên tử oxy đây là có bao nhiêu có 5 nguyên tử oxy lẻ lẻ thì dự đoán trong đầu à thằng này khả năng phải có hai nhóm CO dự đoán nha khả năng có hai nhóm CO thì là bốn rồi và một cái nhóm một nguyên tử oxy nữa mà đây là kết là tạo bởi hai thằng amino acid thì phải có một nhóm gì ạ CO CONH. CONH vào đây đấy thì rõ ràng là trong cái phân tử nó muốn như thế này phải ở mạch dạng nằm ngang thôi nằm ngang thì nó có thể là có hai dạng đúng không? dạng thứ nhất, dạng 1 x của chúng ta hoàn toàn có thể là uh, viết như nào để cho đủ nhỉ? thầy chưa thử chưa biết được c 7 nó phải có bộ khung này. nếu mà có bộ khung này ấy, thì thầy có thể là coi thằng này c hai đi chẳng hạn nhé. thầy coi thằng này c hai thì chỗ này là coo này, chỗ này là chỗ này là có thể là muốn 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 đính với thằng này ấy, thì chỗ này nó phải là tạo ra muối amoni đúng không? coo nh 3 đúng không? Còn chỗ này là COO nó sẽ đính với thằng này là CONH. Đây, chỗ này là CONH này liên kết peptide chúng ta. Sau đó đến thằng R3 này thì nó hơn thằng này là một nhóm CH2 thì đây là CH2 hai lần đi. Còn lại chỗ này là COO. Được chưa? Thế bây giờ đếm carbon này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 6 rồi, mà thằng này là 7. 7 thì chỗ này hoàn toàn có thể là là là, là đầu này có thể là CH3 đi đúng không? Để tạo ra được một cái muối của axit carboxylic đơn chức đó là CH3COONA. Đấy, khi nó cắt với tác dụng nào hát nó cắt đây này, cắt đây nó tạo ra được hai cái thằng hai thằng này. Và đầu này thì còn bao nhiêu? Thằng này thì hết carbon rồi thì chỗ này nó phải là cái gì nhỉ? Mấy nitơ rồi. Nitơ đây là 3 rồi, chỗ này 1 nitơ, đây là 2 nitơ, chỗ này còn 1 nitơ nữa thì phải là NH4 thôi. Trừ hydro đi chuẩn luôn. Đúng không? Chuẩn chưa? Các bạn hình dung chưa? Đấy trường hợp thứ nhất nhé. Trường hợp thứ hai ấy, nó còn một trường hợp nữa, đó là cái thằng CS3 nó nhảy sang bên này. CS3 nhảy bên, bên này đầu này nó sẽ là hCO Chỗ này vẫn là NH3, đây là CH2, đây là CO NH. Thế còn thằng này là CH2 hai lần. Chỗ này là CO, chỗ này bây giờ là NH3, CH3. Xong rồi. Nhá, thế thôi. Nó chính là gì ạ? Đúng rồi, đúng rồi. CO, NA, Gly, NA và ALA đấy. Kiểu kiểu như thế, nhờ. Yeah. Xong rồi đây. Thế bây giờ, bây giờ em muốn đi tìm muối đúng không? Đi tìm muối em thủy phân, à em đúng rồi, em dùng hát thủy phân bọn này ra cho thầy và em ra được muối thôi nhé. Yeah. Bây giờ ra muối nhá Ra muối nghĩa là tác dụng với hát đúng không? Tác dụng hát thì với trường hợp số 1 này. Trường hợp số 1 em sẽ ra được muối ở đây là chúng ta gồm là gì? Đây là CH3COONA đúng không? Cắt đây. Cắt đi, đúng không? Cắt đây. Đấy, cắt đây, được chưa? Thì uh, tiếp đến là thằng này gì như trên này này, đây này. Là CH2 COONA. Chỗ này là H2N nhé. Chỗ này là CH2 hai lần COONA thôi. Chỗ này là H2N. Bọn này ý, thì tất cả đều là có chung số mol là bao nhiêu? Công chung số mol là số mol của x đấy số mol của x là 0,02 vậy là cái việc em tính m là xong rồi đây m là bằng bao nhiêu khối lượng của từng thằng này em tính vào cho thầy nhá thằng này là khối lượng bao nhiêu m lớn đi em lấy 0,02 là số mol là chung là 0,02 em nhân với m lớn của thằng này em tính cho thầy từng thằng một thôi nhá thằng này là 82 này anh này là bao nhiêu 16 cộng với 14 cộng với lại 67 16 cộng 14 cộng với lại 67 bằng 97 anh này là 97 này Anh này là 97 cộng thêm 14 nữa là 111 Vậy là tổng lại 82 cộng với 97 cộng với 111 Em ra M bằng bao nhiêu Thì đấy là trường hợp một đề này có vẻ có vấn đề Cái này có vẻ vấn đề một chút Bởi vì đây ra hai trường hợp như thế này Thì có vấn đề rồi Nó phải là có thể là như nào Đầu bài hỏi gì nhỉ Đúng không em ở đây nó hỏi giá trị của M Giá trị của M chúng ta ở đây chính là khối lượng của thằng này Đúng không? M là bằng bao nhiêu M bằng bao nhiêu ở đây có hai trường hợp rõ ràng như này thì nó phải ghi là giá trị của M có thể là chứ nhỉ cái này có thể thêm đây là có thể là chứ để chuẩn hơn nhá yeah. cái này có thể là em ạ thì em tính là cho thầy xem nó bằng bao nhiêu ra 5,8 à ừ thế 5,8 là đúng rồi 5,8 là đáp án A thôi được chưa 5,8 là đáp án A nhưng mà tuy nhiên đấy là như thầy nói đấy trường hợp 2 nữa Chỗ này bằng 5,8 đúng không em? Được, ok, thầy đồng ý nhá. Miễn là sao em hiểu được được nhá. Thầy dạy em tư duy thôi, quan trọng là em hiểu thôi. Cái việc em khó nhất của bài này không phải là phần trên mà khó nhất phần là bài này em phải suy ra được hai thằng này. Suy ra hai thằng này em phải dựa với cấu tạo nó. Đấy, biện luận công thức cấu tạo đấy của muối. Muối amoni đấy. Biện luận nhá. Thì ở trường hợp số 2 thì em hình dung ra rồi đúng không? Trường hợp số 2 thì em cắt đi. Cắt ra muối là HCOONa này. Hai thằng này thì cũng tương tự vẫn thế, vẫn là H2N nhé OH là tấn công ở đây này CH2 COONA này Còn thằng này cũng thế này H2N là hai cái muối thỏa mãn đúng không COONA số mol tổng của chúng ta đây vẫn là 0,02 thôi anh này thì là 68 hai anh này vẫn là bao nhiêu ạ 97 111 thì em tính ra cho thầy là trường hợp này đây là M1 này Đấy và đây là M2 nó chính bằng là vẫn là số mon 0.02 em nhân nữa cho thầy là 68 cộng với lại 97 cộng với lại 111. Đấy em ra bằng bao nhiêu? Trường hợp 2 ra 5.52. Ừ, cảm ơn thầy cảm ơn nhé 5.52 g. Đấy, trường hợp 2 như thế này với trường hợp 2 này nhìn có đáp án không? 5.52. 5.52 nó có vẻ không sát lắm, cái đề này có vẻ có vấn đề đấy mà nhá cái này có phải vấn đề này bởi nếu mà ra 5,52 52 đấy hai mà toàn có thể chọn và 5,44 được nhỉ ừ. có thể là dễ bị nhầm đấy còn vừa mình 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 làm ra đúng 5,8 luôn năm phải bao nhiêu Ừ đúng rồi Ờ ừ, thầy block rồi yên tâm những cái đối tượng đấy thầy block rồi nhá các bạn không phải comment các bạn đừng quan tâm những cái đó rồi, ok, vậy các bạn thấy không? Thầy sơ đồ hóa cho em và thầy giới thiệu cho em một cái câu nhìn trông dài ngoãn như là câu 39 như này nhưng mà em thấy em thấy không? Thầy chẳng qua là thầy làm cho các bạn là bởi vì thầy phục vụ các bạn ở trong khóa tổng ôn luyện đề của thầy thôi. Nhá, sau đó bạn muốn đăng ký khoa học thì em cứ đăng ký thì thầy sẽ phục vụ em. Thầy sẽ đồng hành với các bạn, được chưa? còn đây dạy ở ngoài thì nhiều thành phần thì thầy cũng muốn nhưng mà thầy hỏi các bạn là dạy ở đâu thì các bạn bảo thầy dạy ngoài đi hay là tới trong cái chuỗi livestream stream dạy sáng thì thầy chỉ dạy trong khóa tổng ôn luyện đề thôi nhỉ mấy đứa sau tuần sau cái chuỗi livestream dạy sáng từ giờ học từ giờ đến thi thì thầy sẽ cái đấy là coi như là một cái đặc quyền uh, dành cho những bạn đăng ký khóa tổng ôn luyện đề đi nhở như thế hay hơn đấy nhở mấy bạn ở trong khóa tổng ôn luyện đề theo các bạn là như thế nào thầy thấy như thế hay hơn tức là những bạn nào mà đăng ký khóa tổng ôn luyện đề thì sẽ được thầy là dạy uh, lý thuyết cả buổi sáng như thế nhá đồng ý không thì để ở dạy ở ngoài nhiều thành phần linh tinh quá thì các bạn muốn tham gia thì các bạn inbox cho thầy nhá rồi có số 40 mươi rồi chốt đi chốt đi chưa cho các bạn các bạn thấy không thầy rất là mệt đấy nhá chưa các bạn đến bây giờ hai tiếng rồi đúng không phát biểu nó sau đây là đúng nào à một mon acid glutamic à, phản ứng với một mon nào hát sai rồi có ai như sai nhỉ một mon acid này có hai gốc COH đúng không và một gốc NH2 thì nó sẽ phản ứng với HCl theo tỷ lệ mon là một một chứ không phải à sai 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 nhá chỗ này là một này ờ, tác dụng với nào hai tỷ lệ mon là 12 hai vậy có này sai này ý b có 4 amin đều có công thức phân tử c 3 h 9 n c 3 h 9 n thì có 4 amin đúng không? đúng rồi nhá b đúng, đúng không? em viết cho thầy bậc 1, bậc 2, bậc 3 ra Thằng này có 4 đồng phân là mãi rồi gì nữa Nhá viết rồi nhá Chắc thầy cũng cần viết đâu Nhá Các bạn tự viết nhá Là mãi là gì nữa Có mấy đồng phân, 4 đồng phân đấy Chuẩn luôn nếu vậy chuẩn thì, thì thôi dừng thôi Ý C cho dung dịch albumin vào lòng chống chính Tác dụng thằng này xuất hiện màu xanh và sai tím Nhá Còn thằng này uh, Peptide này là tetrapeptide Chứ không phải tripeptide Rồi ok Vậy đáp án chúng ta là B Chuẩn rồi Vậy là ngày hôm nay là thầy Phạm Thắng đã uh, Chữa cho các bạn cái đề này rồi đấy Các bạn cảm thấy thế nào ạ Ngày hôm nay các em thấy là thầy chữa như thế mấy đứa hiểu bài không ạ Thầy đã hết mình với các bạn rồi đấy Nào mấy đứa cảm thấy thế nào các em ơi Ừ rồi ok xong rồi nhá các bạn thấy không ngày hôm nay là thầy quá là bận luôn thực sự như thế và uh, thầy quyết định là livestream cho em uh, bởi vì là có bạn Bùi Thế Anh đã cung cấp đề cho thầy là bạn Bùi Quang Minh Minh Quang đã cung cấp đề cho thầy này và thầy đã nhìn thấy cái đề này có một số điểm là thầy muốn nhấn cho em nhưng mà tuy nhiên là uh, thầy nghĩ là để các bạn biết là đấy chưa khi các em đi thi nếu mà chẳng may nó có ra cái đề mà nó nặng như này chẳng hạn thì các bạn thấy không làm gì để kiếm con 10 nó dễ đâu Do đó mà thời gian còn các bạn hãy chiến đấu đi Và các bạn muốn đồng hành với thầy thì các bạn có thể inbox cho thầy ngay bây giờ Để thầy đưa em vào trong nhóm VIP đăng ký khoa học với thầy Chúng ta sẽ cùng chiến đấu với thầy Giá khoa học cực kỳ rẻ nhá Thực sự như thế hai khoa học rất là rẻ Và với cái tương lai của mình Nếu mà em đạt được cái nguyện vọng là đỗ đại học Thì với cái mức giá như thế thầy nghĩ là quá là ok với các em rồi Thế thì thầy không quảng cáo nhiều nữa Bởi vì là thầy dành cho các bạn quá nhiều thứ À, sắp tới thầy sẽ còn cho các em cả app rồi cho rất các bạn rất nhiều thứ nữa, cho các bạn cả tình cảm nữa, à, đồng hành cùng các em thì các em yên tâm. Thế đang nghĩ xem là có nên là livestream uh, cái chuỗi uh, sáng dạy sáng cho các em coi như là một cái đặc cách cho những các bạn đăng ký khóa tàu luyện đề của chúng ta không và chỉ livestream trong nhóm vip thôi thì thầy nghiên cứu xem nhé, yeah, xem như thế nào. Ok chưa? Mấy đứa mà thấy hiểu bài các bạn có thể comment động viên thầy Phạm Thắng một chút. Bởi vì làm sao? Bởi vì các bạn thấy không, thầy dạy free cho các em nhưng thầy cũng rất là nhiệt tình và hết mình với các bạn đôi khi thầy hơi cáu một tí kiểu hơi nóng tính thì thầy quát tháo các bạn một chút thôi nhưng mà các bạn thấy không thầy quát thì các bạn để cho các bạn tốt thôi chứ thực tế là các bạn mà cứ ok đàng hoàng lịch sự cho thầy với thầy thì có bao giờ thầy mắng cho đâu thầy mắng cho sau này ra ngoài xã hội nó mắng oánh nó cho nó trừ lương thì còn khổ nữa cơ nhá chứ còn không phải là như thầy mắng cái này là mắng nhẹ đấy mắng cho để mà thành người thì ai chẳng muốn nghe mắng đúng không Nên các bạn vào trong khóa tổng huấn luyện đề của thầy các bạn sẽ thấy thầy còn mắng nhiều hơn nữa nhưng mà có mấy bạn trách thầy đâu thực sự thế bởi vì tất cả đều là chân thành thôi nhiều khi là thầy thể hiện ra như thế các bạn thấy là thầy có là, ui thầy ghê quá sợ lắm nhưng mà thực ra không sợ đến mức đấy đâu yên tâm nhá miễn sao là chúng ta cho nhau kiến thức và các bạn đỗ đạt đó là cái điều mong muốn cuối cùng của thầy và cộng đồng tôi yếu học nhớ chưa nào và đừng quên hãy inbox cho thầy càng sớm càng tốt bởi vì trong khóa tàu luyện đời của chúng ta bây giờ mới bắt đầu thôi và nếu em inbox sớm cho thầy thì em sẽ xuất phát sớm và xuất phát sớm là một lợi thế được chưa nào thì chào tạm biệt các bạn nhé Và hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa tàu nội đề, đề của Thầy Phạm Thắng